một lát sau trong tay hắn cũng xuất hiện một cái khăn gấm nhìn thấy vật này trong lòng hàn lập chấn động bây giờ không cần nghĩ hắn cũng biết cái khăn gấm này cùng với khăn gấm của huyền cốt thượng nhân chắc chắn là cùng loại không biết nó có chứa đựng bí mật gì khiến cho một người tâm cơ thâm trầm như lão ma đầu lại có biểu hiện thất thố đến như vậy nghĩ tới đây hàn lập không khỏi cầm lấy khăn gấm đó lên xem xét cẩn thận chỉ thấy bản đồ lúc trước mơ hồ nhìn không rõ giờ phút này hoàn toàn biến mất trên khăn gấm chỉ còn lại một cái đồ án hình tiểu kiếm màu vàng Bất luận là Hàn Lập xoay trở như thế nào đi nữa nó vẫn chỉ về hướng Tây Bắc, từ mũi kiếm có một tia hồng tuyến nhỏ kéo thẳng tới mép của khăn gấm, phát ra một màu huỳnh quang nhàn nhạt, nhạt. Hàn Lập nhíu nhíu mày, mặc dù không biết vật ấy có công dụng gì nhưng nhìn qua bức tranh đơn giản như vậy mà còn không biết thì hắn thật sự là kẻ đần độn. Điều này rõ ràng là giúp cho người sở hữu vật ấy dựa theo phương hương chỉ điểm của tiểu kiếm mà tiến đến một địa phương nào đó, chắc chắn ở tận cuối của hồng tuyến có cơ duyên đang chờ người tới lấy. Hàn lập tay cầm tấm bản đồ, nhất thời lâm vào trầm tư, suy nghĩ. Nhớ lại bộ dáng vội vã của huyền cốt thượng nhân nhất định là địa đồ có hạn chế về mặt thời gian, còn nhìn sắc mặt vui vẻ của hắn, khẳng định có nhiều chỗ tốt. Hắn nghĩ muốn thăm dò đến cùng thì chỉ có cách lập tức động thân dựa theo phương hướng chỉ dẫn trên khăn gấm, bằng không nếu hiệu ứng của nó mất đi thì cho dù có miếng ngon cũng bị người khác chiếm lấy trước mất rồi. Sau khi suy xét cẩn thận một hồi cùng với việc trù trừ nửa ngày hắn mới điều chỉnh phương hướng, vẽ thành một đạo hào quang phía chân trời, trong chớp mắt đã rời khỏi hoang đảo. Chỉ sau đó một khắc thì có một đạo vân vụ màu đen âm trầm từ phía xa tiến tới hòn đảo này rồi bay quanh phụ cận của động khẩu một vòng, sau đó mây mù tan hết, lộ ra một trung niên nhân làn da tái nhợt, không có chút huyết sắc. Người này nhìn thấy trận pháp cấm chế bị phá bỏ cùng với việc phong linh trụ bị đổ qua một bên, hai hàng lông mày dựng đứng lên, lập tức phóng ngay vào trong động khẩu. Tiếp theo trung niên bao bọc trong một đoàn hắc vụ từ trong động khẩu hướng lên trời bay đi. Trên mặt hắn lộ ra vẻ lo âu nhìn phải nhìn trái, đột nhiên thân hình rung động, lập tức xuất ra 10 đạo hắc mang biến thành 10 con hắc điều tỏa ra bốn phương tám hướng, nhanh chóng dò xét thêm lần nữa trong phạm vi khoảng trăm dặm gần đó. Nhưng khi tất cả cự điều bay trở về, hắn cũng không thu hoạch thêm được gì cả. Lúc này ánh mắt của trung niên nhân trông rất cực kỳ khó coi. Hắn ngửa đầu nhìn lên bầu trời một hồi lâu mà không có bất kỳ cử động hay biểu hiện nào khác. Cũng không biết trải qua bao nhiêu lâu, hắn đột nhiên phát ra từng trận cười lạnh lẽo lão quái, cho dù ngươi có thể thoát ra nơi này thì sao đây chứ? Bây giờ ngươi sớm đã không còn là huyền cốt lão tổ lúc xưa nữa, ta cũng không còn là một tên đệ tử kết đan kỳ của ngươi, chờ ta hoàn thành xong chuyện ở hư thiên điện, sau đó sẽ tiếp tục lục soát ở loạn tinh hải để bắt ngươi lại. Nói xong như thế hắn cũng không trần trừ, đằng không bay lên, biến thành một đoàn hắc vụ. Tiếp theo dường như muốn phát tiết đi cơn giận, một cột sáng màu đen to như thùng nước từ trong hắc vụ bắn ra, đánh cho vùng phụ cận chung quanh động khẩu lõm xuống, tạo thành một đống hoang tàn. Sau đó luồng hắc vụ nhanh như sao xẹt bay đi, Hàn Lập không biết tất cả những việc xảy ra trên đảo, lúc này hắn đang dựa theo phương hướng trên bản đồ, thành thành thật thật ngự pháp bảo lao vùn vụt. Do không muốn đụng chạm đến huyền cốt thượng nhân nên trên đường đi Hàn Lập vô cùng cảnh giác, thỉnh thoảng đem thần thức triển khai hoàn toàn để phòng bị người khác đánh lén. Vì vậy liên tiếp nhiều ngày trôi qua cũng không phát sinh điều gì ngoài ý muốn, điều này làm hắn thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên ngày hôm nay Hàn Lập đang cắm đầu cắm cổ chạy thì đột nhiên phía trước chuyển đến tiếng đánh nhau, lờ mờ có âm thanh nổ tung và hào quang chói mắt, vừa nhìn đã biết tại nơi này có tu sĩ đang chiến đấu. Hàn Lập nhíu nhíu mày, ỉ vào thần thức cường đại, hắn liền đứng từ xa ngưng thần nhìn tới. Thấy có một nam, một nữ cùng với ba gã cẩm y toàn thân tà khí đang đánh nhau kịch liệt. Nhưng trình độ của nhóm kia cực kỳ thấp đến đáng thương, chỉ có tu vi trúc cơ sơ kỳ mà thôi và đôi nam nữ kia dường như đang ở thế hạ phong. Hàn Lập sờ sờ mũi, nếu biết những người này không thể gây uy hiếp tới mình, hắn cũng thờ ơ không thèm quan tâm, chuẩn bị trực tiếp điều khiển pháp bảo từ bên cạnh bay qua. Đối với những tu sĩ đang đánh nhau kia hắn căn bản không muốn hỏi, việc lên đường quan trọng hơn. Nghĩ như vậy xong, Hàn Lập liền tăng tốc, hóa thành một đạo hào quang phóng vụt về phía trước, trong nháy mắt đã đến trước mặt những người này. Mấy người tranh đấu kinh hãi, không hẹn mà cùng ngừng tay, thu hồi pháp khí trở về. Còn Hàn Lập khi bay ngang qua họ, kiếm quang dừng lại một chút, tùy tiện liếc nhìn một cái, không nhịn được phát ra âm thanh kinh ngạc. Mà ngay lúc đó sau khi nữ tu sĩ trong hai người nam nữ kia thấy rõ khuôn mặt của Hàn Lập thì vui mừng kêu lên. Hàn trưởng lão, ta là đệ tử thân truyền của Trác hữu sử diệu âm môn, mong Hàn trưởng lão tương trợ. Ba người này là tu sĩ độc long hội đại địch của bổn môn. chương 430, Văn Tư Nguyệt, ngay khi nghe tiếng kêu của vị nữ tu sĩ kia, Hàn Lập liền ngẩn ra, đưa mắt nhìn vị nữ tu, đồng thời kiếm quang cũng dừng lại. Ngươi là đệ tử của Diệu Âm Môn, Hàn Lập thần sắc bình tĩnh hỏi, nữ tử này là một thiếu phụ khoảng 20 tuổi, da rẻ trắng như tuyết, nụ cười như hoa, tràn đầy vẻ kinh hỉ, cực kỳ kiều diễm. Đệ tử Văn Tư Nguyệt tham kiến Hàn trưởng lão, vị thiếu phụ động lòng người đó liền bay tới bên cạnh Hàn Lập cung kính thi lễ. Bộ ngực cao vút, eo thon đầy đặn, vóc dáng cực kỳ thướt tha, thanh âm ngọt ngào cộng với hương thơm thoang thoảng làm say lòng người từ trên thân truyền đến hàn lập bất động thanh sắc đánh giá từ trên xuống dưới một lần rồi mới từ từ hỏi người biết được ta trước đây chúng ta đã gặp nhau sao hắn có chút nghi hoặc có thể khẳng định đây là lần đầu tiên hắn gặp nữ tử này hàn trưởng lão không biết mặc dù vãn bối chưa từng bái kiến qua tiền bối nhưng môn chủ sớm đã đem bức họa của mấy vị trưởng lão treo tại cung phụng đường chúng tôi một lần đến đều thấy nữ tử xinh đẹp cung kính trả lời nghe xong lời này Hàn lập liền ngẩn ra, tiếp theo trong lòng cảm giác có chút dở khóc dở cười. Không nghĩ tới tam nữ diệu âm môn lại làm như thế, chắc hẳn đó cũng là một cách tuyên truyền ra bên ngoài biết mình chính là một vị trưởng lão của diệu âm môn. Hàn lập trong lòng có chút buồn bực, nhưng trên mặt cũng không biểu hiện ra cái gì cả. Ngược lại quay đầu chuyển hướng nhìn vị trung niên nam tử đứng một bên, cười cười nói: Văn huynh, nhiều năm không gặp, người vẫn khỏe chứ?" Trung niên nam tử từ khi Hàn lập xuất hiện, vẻ mặt có chút cổ quái bây giờ nghe xong lời này ánh mắt lại càng phức tạp hơn, trong đó phảng phất có chút hâm mộ mà cũng có chút gì đó tự ti. Không nghĩ tới hàn tiền bối vẫn còn nhớ tại hạ, văn mỗ cho dù tại diệu âm môn có gặp bức họa chân dung của tiền bối, nhưng trong một khoảng thời gian dài cũng không dám tin tưởng việc này là thật. Chúc mừng tiền bối kết đan thành công, môi hắn giật giật một chút, lộ ra một tia cười khổ nói. Vị trung niên nam tử này dĩ nhiên là thanh niên tu sĩ văn tường trước kia đã có duyên gặp gỡ hai lần tại khôi tinh đảo. Bộ dáng, mặt mũi của hắn bây giờ gần giống như trước, chỉ là lúc trước văn nhược nho nhã, nhưng giờ phút này đầu hai thứ tóc, vẻ mặt đầy tang thương, vừa nhìn đã biết khoảng 60 tuổi. Văn huynh không cần xưng hô tiền bối này, tiền bối nọ, dù sao trước đây chúng ta cũng quen biết một chút, cứ nói chuyện như bạn bè thôi. Hàn lập mỉm cười nói, hắn liếc mắt một cái liền nhận ra ngay trình độ đối phương vẫn chỉ là chúc cơ trung kỳ, đời này thật đúng là không còn hy vọng tiến vào kết đan kỳ. Vừa nghĩ trước đây hắn là một thanh niên hào hoa phong nhã, Giờ lại biến thành như vậy, Hàn Lập không khỏi cảm thán không thôi. Kỳ thật cho dù Văn Tư Nguyệt không gọi thì hắn cũng tự dừng lại. Bởi vì hắn có năng lực gặp qua ai là không thể quên, mặc dù tiếp xúc với đối phương không nhiều nhưng khi nãy lúc bay qua thì đã nhận ra Văn Tường. Trước đây Văn Tường đối với Hàn Lập cũng không tệ, vì vậy hắn tự nhiên sẽ ra tay giúp đỡ, không thể để hắn chết trước mặt mình được. Văn Tường nghe Hàn Lập nói thế liền liên tiếp bảo không dám vì vậy Hàn Lập bất đắc dĩ đành để cho hắn tùy ý thôi. Mà thiếu phụ đứng một bên sau khi nghe mấy câu tâm sự của hai người thì cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch lên, cực kỳ kinh ngạc. Cặp mắt to long lanh cô nàng nhìn chằm chằm Hàn Lập định hỏi cái gì đó thì Hàn Lập bỗng nhiên quay đầu, khẩu khí lạnh lẽo hướng về phía đối diện nói. Ba người các người muốn đi đâu? Bổn nhân đã cho phép các người rời khỏi rồi sao? Ba gã tu sĩ lúc thấy đối phương có được vị kết đan kỳ ra tay giúp đỡ thì bọn họ đã sớm kinh sợ rồi. Nhưng thấy Hàn Lập dường như không chú ý tới bọn họ mà Hàn Huyên ôn lại chuyện cũ, trong lòng thầm cho là may mắn nên từ từ lui về phía sau. Bây giờ nghe Hàn Lập nói vậy, thần sắc trở nên trắng bệch. Sau khi nhìn nhau, lập tức chia ba hướng bỏ chạy. Người thì vận pháp khí chuẩn bị chạy chối chết, người thì phóng ra các tầng phòng hộ đủ màu sắc để tự bảo vệ mình. Hừ, tìm chết, Hàn Lập hừ lạnh một tiếng, sắc mặt lạnh như băng, tay nhẹ phất ra ba đạo kiếm quang màu xanh chói mắt, chợt lóe lên ở phía sau lưng ba gã tu sĩ kia. Bụp, bụp mấy tiếng, tầng phòng hộ cùng với pháp khí bảo vệ đều giống như giấy mỏng bị kiếm quang to như cái bát đánh tan nát. Ba tiếng kêu thảm thiết cùng vang lên, thân thể và pháp khí của chúng trong chớp mắt đều biến thành quang mang lóe lên đầy trời rồi biến mất vô ảnh vô tung. Thiếu phụ và văn tường thấy Hàn Lập chỉ giơ tay một cái liền tiêu diệt được ba gã tu sĩ của độc long hội thì không khỏi biến sắc, ánh mắt nhìn về phía Hàn Lập tăng thêm vài phần kính sợ. Mà ngay cả Hàn Lập cũng ngầm hài lòng. Ba đạo thanh nguyên kiếm quang thoạt nhìn thì không có gì đặc sắc nhưng thực tế lại hàm chứa bên trong không ít linh lực của hắn, có thể một kích mà giết được tu sĩ trúc cơ kỳ làm hắn cũng rất vừa ý. Xem ra với tu vi tăng tiến thì thần thông của thanh nguyên kiếm quang càng tăng lên nữa. Được rồi, vị này cũng họ văn, chẳng lẽ là... Hàn lập tựa hồ nhớ ra cái gì đó, đột nhiên quay đầu về phía văn tường hỏi. Văn tường nghe hàn lập hỏi xong, trên mặt lộ vẻ xấu hổ nói. Thật khiến cho hàn tiền bối chê cười, Văn Tư Nguyệt chính là tiểu nữ của tại hạ. Hàn Lập nghe xong liền sửng sốt, nhưng lập tức cười ha hả. Ta đây phải chúc mừng Văn Huynh, Văn Tư Nguyệt đạo hiếu tuổi còn trẻ mà đã có tu vi chúc cơ kỳ, nói không chừng sau này cũng có thể kết đan được đấy chứ. Nghe xong lời này, Văn Tường cũng lộ ra vẻ tự hào, có chút hoan hỉ nói. Không dối gạt Hàn tiền bối, Văn Tư Nguyệt chính là niềm kiêu hãnh của tại hạ. Chỉ mới 20 năm mà đã chúc cơ thành công, ta cũng đặt hy vọng vào nó rất lớn, ta thì đã không có cách nào tiến thêm được nữa, hy vọng nó sẽ tiến xa hơn ta. Khi nói những lời này Văn Tường nhìn nữ tử với ánh mắt chiều mến. Nghe vậy Văn Tư Nguyệt liền e thẹn, ngại ngùng cúi đầu. Hàn Lập mỉm cười, nhìn nàng thêm lần nữa, có chút gật đầu tán thưởng bởi vì tư chất của vị Văn Tư Nguyệt này xem ra rất tốt. Kế tiếp, Văn Tường cùng Hàn Lập nói về những trải nghiệm của mình. Mặc dù không có giao tình thâm sâu với đối phương, nhưng đột nhiên gặp lại cố nhân luôn luôn là một chuyện khiến cho người ta vui vẻ. Hàn Lập nhất thời cao hứng Hàn Nguyên trong chốc lát. Trong lúc trò chuyện Hàn Lập biết được phần lớn những việc từng trải qua của một vị tu tiên giả tư chất bình thường như Văn Tường tại Loạn Tinh Hải. Sau khi chia tay với Hàn Lập không lâu thì sư phụ của Văn Tường tỏa hóa, hắn một mình tu luyện lăn lộn hơn 10 năm cuối cùng mới có thể miễn cưỡng trúc cơ thành công rồi bắt đầu đi du lịch khắp nơi, tình cờ gặp được một nữ đệ tử của Diệu Âm môn coi trọng nên gia nhập môn phái của nàng làm đệ tử ngoại sự. Từ đó về sau hắn xử lý một số việc nhỏ cho sư môn Kế đến thì vợ hắn Sinh Văn Tư Nguyệt, nhưng bất hạnh là chẳng bao lâu sau khi sanh xong thì vợ hắn lại gặp chứng bệnh lạ rồi qua đời. Bởi vì tình cảm phu thê cực kỳ thâm sâu nên hắn cũng không muốn đi thêm bước nữa mà ở vậy nuôi con. Năm tháng trôi qua, Văn Tư Nguyệt dĩ nhiên cũng trở thành đệ tử của Diệu Âm môn. Nghe đến đó, Hàn Lập thở dài vài tiếng, bởi vì hắn thấy rằng cuộc sống và trải nghiệm đời thường của mình đơn giản hơn nhiều, bởi ngoại trừ tu luyện ra hầu như không có gì để nói điều này làm cho hàn lập chỉ còn biết cười khổ không thôi nhưng cuối cùng hàn lập cũng hỏi tới việc vì sao hai người bọn họ lại tranh đấu với ba tên môn đồ của độc long hội nghe hàn lập hỏi xong văn tường nhất thời lộ ra vẻ tức giận còn sắc mặt văn tư nguyệt có chút buồn bã hàn lập không khỏi cảm thấy quái lạ văn tường do dự một chút sau đó chậm rãi kể lại mọi việc nguyên là sau khi văn tư nguyệt trưởng thành cùng với một vị tu sĩ trẻ tuổi tiền đồ sáng lạng kết thành đạo lữ song tu nhưng vị tu sĩ trẻ tuổi đó mệnh bạc sau khi thành hôn không lâu trong một lần chiến đấu với tu sĩ khác liền không may mất đi, từ đó Văn Tư Nguyệt trở thành quá phụ. Vì vậy một số tu sĩ bên trong môn phái để ý tới người quá phụ xinh đẹp như nàng nhưng Văn Tư Nguyệt vì trượng phu mới mất, căn bản không nghĩ tới việc đi thêm bước nữa nên đã liên tiếp từ chối nhiều đề xuất song tu của vài tu sĩ khác. Kết quả là đã đắc tội với không ít cao tầng của diệu âm môn. Do đó lần này bọn họ phái Văn Tư Nguyệt thực hiện một nhiệm vụ hết sức nguy hiểm là hộ tống và bảo vệ một lô hàng hóa chân quý đi qua lãnh địa độc long hội kẻ tử địch của Diệu Âm Môn. Vì thấy nhiệm vụ lần này rất nguy hiểm nên Văn Tường làm cha, tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn, liền đi với con gái của mình một chuyến. Ban đầu tin tức được giữ cực kỳ bí mật nhưng không hiểu sao lại bị người của độc long hội biết được. Từ đó hai cha con của họ bị truy đuổi, đến đây thì bị ba tên tu sĩ kia chặn đường, không thể làm gì khác hơn là phải liều chết đánh một trận. Nếu không phải xảo hợp trùng lúc Hàn Lập đi qua thì hậu quả chắc chắn khó lòng tưởng tượng. Nghe lời lẽ tức giận của Văn Tường, Hàn Lập sờ sờ cằm, hồi lâu không nói gì. Hắn nghe ra được ý tứ của Văn Tường là muốn mình làm chủ cho phụ tử hai người bọn họ. Nhưng dù sau đó chỉ là lời nói phiến diện một phía, hắn sẽ không vì một chút giao tình với đối phương mà nhúng tay làm loạn sự tình của Diệu Âm Môn. Chương 431, hư thiên Biện, trầm ngâm một chút, Hàn Lập trong ánh mắt chờ đợi của Văn Tường, chậm rãi nói. Phan Huynh cũng là người diệu âm môn, hẳn là biết rõ ta chỉ là trưởng lão trên danh nghĩa mà thôi, chưa bao giờ nhúng tay vào bất cứ chuyện gì. Bất quá, việc này nếu thật như Văn Huynh nói, tư nguyệt đạo Hữu bị ủy khuất rất lớn, ta khi gặp tử linh đạo Hữu thuận tiện sẽ đề cập qua. Bất quá tử linh đạo Hữu có thể nghe hay không thì cũng khó nói trước. Văn Tường nghe thấy Hàn Lập không có quản việc này, trong lòng hơi có chút thất vọng. Nhưng là biết mình cùng đối phương giao tình không sâu, có thể ra tay cứu mình cùng con gái như vậy đã tính là rất nhớ tình bạn cũ rồi, cũng không chút oán hận nào trong lòng, cảm kích nói lời cảm tạ. Xong kêu Tư Nguyệt tiến lên hành đại lễ với Hàn Lập, nhưng bị Hàn Lập cười cự tuyệt. Bất quá, Hàn Lập phảng phất cũng có chút nghi hoặc lại hỏi một câu. Tư Nguyệt đạo hữu không phải đệ tử của Trác Hữu Sứ sao, các người sao không nói với Trác Hữu Sứ. Nghe xong lời ấy của Hàn Lập, Văn Tư Nguyệt thần sắc càng thêm ảm đạm, nhẹ giọng giải thích. Hàn tiền bối không biết, lần này phân phó ta tới đây làm việc là do một vị trí thân của gia sư gia sư cũng hy vọng ta có thể cùng người đó tiến thành song tu nhưng bị ta cự tuyệt điều này làm cho gia sư rất không vui nói xong lời này vẻ mặt của nàng bất đắc dĩ có vẻ thê lương diễm lệ cực kỳ làm cho hàn lập nhìn cũng không khỏi ngẩn ngơ nhưng lập tức không dám nhìn lâu quay đầu nói với văn tường ta còn có chuyện quan trọng chỉ sợ không thể đi cùng với hai người tại hà cáo từ đi trước một bước nói xong Hàn Lập hướng tới hai người chắp tay chào. Văn Tường tự nhiên cũng không có lời gì giữ lại, vội vàng nói vài câu cảm kích, Hàn Lập cười một cái rồi hóa thành một đạo cầu vồng, phá không mà đi. Nhìn qua phía cầu vồng biến mất, cha con Văn Tường trong chốc lát cũng không nói gì, hồi lâu sau Văn Tư Nguyệt mới bất mãn nói: "Phụ thân, người cho tới bây giờ vẫn không nói cho con biết, người cùng Hàn trưởng lão của bổn môn là người quen biết cũ. Hơn nữa nghe hai người nói, tựa hồ còn biết vị tiền bối này trước khi kết đan." có thể nói cho con nghe một chút được không phải biết rằng hàn trưởng lão đối những đệ tử như chúng ta mà nói hết sức là thần bí nàng vừa nói ý giận hơn trước lại biến thành hiếu kỳ mà hỏi Phan tường nghe xong lời con giá thở dài một tiếng có chút ít chiều mến nói cha cùng vị hàn tiền bối này chỉ là có duyên gặp mặt mà thôi cũng không có thâm giao gì hơn nữa lúc trước khi ta quen biết tu vi của hắn cùng cha không chênh lệch nhau nhiều tại cung phụng nội đường đột nhiên nhìn thấy bức họa của người này ta còn giật cả mình, sau đó mấy ngày tâm tình cũng không thể an ổn xuống. người này lại có thể vào kết đan kỳ, còn thành trưởng lão của bổn môn, thật sự là khó tin. phan tường vừa nói, trong đầu không khỏi nhớ lại tình hình lúc cùng hàn lập quen biết, ngừng lại một chút nhất thời có chút thất thần. phan tư nguyệt thấy vậy, tựa hồ biết rõ phụ thân mình suy nghĩ cái gì, cũng đứng ở một bên lẳng lặng chờ. nàng trong lúc đó nhất thời cũng không nói gì, chỉ có bầu trời là nghe tiếng gió ảo ảo rung động hải vực ở phụ cận đột nhiên trở nên náo nhiệt liên tục có tu sĩ cấp tốc bay về phía nơi này sau đó cực kỳ mừng rỡ hướng lên trên bầu trời cao mà bay đi tại nơi đây có một tòa cung điện hùng vĩ lơ lửng trên không trung không chút lay động cung điện này cao chừng trăm trượng toàn thân bao phủ bằng bạch ngọc luyện chế thành tinh xảo hoa mỹ cực kỳ tản ra ánh sáng nhàn nhạt trong suốt chung quanh được một tầng ánh sáng kim sắc dày đặc bao bọc ở trên bầu trời cao ngàn trượng mà những tu sĩ kia cũng không trần chờ bay về phía cung điện này bạch quang lóe lên thông qua màn hào quang mà đi thẳng vào trong cung điện hiện tại một đạo cầu vồng đang bay nhanh bay tới khi tới vùng biển phía dưới cũng điện thì bỗng nhiên ngừng lại sau khi cầu vồng thu vào hiện ra một vị thanh niên tướng mạo bình thường xuất hiện là hàn lập đúng theo bản đồ mà tìm kiếm đến hắn có chút nghi hoặc quan sát địa đồ trong tay rồi nhìn ra bốn phía cái gì cũng không có sau đó hướng về phía mặt biển ở phía dưới ngưng thần nhìn trong chốc lát vẫn không có thu hoạch gì hàn lập vẻ nghi ngờ trên mặt tăng thêm vài phần đột nhiên hắn dường như nhớ tới cái gì đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên ồ vừa nhìn thấy tòa thành bằng ngọc trôi nổi trên không trung hàn lập hít vào một hơi vẻ mặt kinh ngạc hắn ngơ ngác đích nhìn cung điện này hồi lâu rồi mới hồi phục tinh thần lại bất quá hắn cũng không có mạo muội tới gần cung điện này mà ở tại chỗ trầm ngâm trong chốc lát đột nhiên hắn thần sắc vừa động trên mình thanh quang lóe lên người đã biến mất vô tung vô ảnh một lát sau một đám mây đỏ cấp tốc bay tới tại nơi hàn lập biến mất cách đó không xa ngừng lại sau đó mây đỏ tản ra một vị lão giả đầu tóc đỏ hồng xuất hiện cũng cầm trên tay một tấm bản đồ bằng lụa tương tự như vậy hắn cúi đầu liếc nhìn chiếc khăn mắt lạnh lẽo dò xét bốn phía phía dưới cũng không chút trần trời nhìn về phía bầu trời lập tức trông thấy tòa cung điện trên không trung không khỏi sắc mặt tràn đầy vẻ vui mừng sau đó không phát lão giả không chút nghĩ ngợi lại lần nữa hóa thành đám mây đỏ hướng về phía bầu trời mà bay tới khi bạch quang trên mình lão giả lóe lên, cả người chui vào màn hào quang kim sắc xong, thân hình hàn lập lại hiện ra ở khu vực phụ cận. Hắn trao mày, thần sắc âm trầm bất định, kế tiếp 7-8 ngày sau, hàn lập kiên nhẫn ẩn nấp ở một bên, lại gặp được hai gã tu sĩ kết đan bay vào màn hào quang tiến vào trong cung điện. Bọn họ cũng cầm tấm địa đồ bằng lụa, hàn lập rốt cuộc nhịn không được, bản thân cũng bay đến trước màn hào quang, lấy tấm địa đồ ra. Sau khi đem linh lực chậm rãi rót vào trong địa đồ, lập tức trên địa đồ phát ra linh quang bạch sắc, đem Hàn Lập bao bọc vào bên trong. Sau đó Hàn Lập nhẹ nhàng nhất cất bước, rồi nhẹ nhàng xuyên qua màn hào quang kim sắc mà đi vào. Quay đầu lại quan sát màn hào quang, lần nữa quan sát cung điện cực kỳ hoa lệ, Hàn Lập không trần chờ bay vào. Bay gần tới cung điện Hàn Lập mới phát giác, lối vào ở phía trên cung điện hơn 10 trượng, còn có ba chữ lớn cổ văn ngân sắc hư thiên điện. Ba chữ này chẳng những khí thế kinh người, nét bút phát thảo trong đó càng bén nhọn kinh người, hắn chỉ hơi chút nhìn qua trong chốc lát, hai mắt đã sinh ra cảm giác ngâm ngầm đau. Điều này làm cho hắn giật nảy cả mình, vội vàng cúi đầu không dám nhìn nữa, trong lòng cực kỳ kinh hãi. Liếc nhìn cửa vào thâm thúy của cung điện lần nữa, Hàn Lập cắn răng một cái, cẩn thận đi vào. Sau khi tiến vào cửa điện, Hàn Lập ngạc nhiên, bởi vì trước mắt xuất hiện một thông đạo hẹp không thấy điểm cuối. Thông đạo cũng là dùng ngọc mà xây thành, nếu chỉ vậy thì cũng không có gì để nói, nhưng thông đạo này rộng chỉ hai ba trượng, mà lại cao tới 3-40 trượt, làm cho người ta sau khi đi vào, tâm thần cực kỳ bị áp bức, phi thường không thoải mái. Hàn lập nhíu nhíu mày, muốn đem thần thức phóng ra ngoài, nhưng lập tức sắc mặt thay đổi. Thần thức đụng vào vách tường bốn phía, lập tức không chút khách khí bị bắn ngược trở về, căn bản không cánh nào xuyên qua nửa phần, đừng nói chi là thăm dò tình hình cung điện. Hàn lập trong mắt tinh quang lóe lên, hướng một mặt ngọc bích định thần nhìn lại, mới phát hiện trên bề mặt có luồng sáng như có như không chấp động, nếu không nhìn kỹ căn bản không cánh nào phát hiện. Xem ra thông đạo đã bị cao nhân hạ cấm chế, Hàn Lập vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve trên mặt tường ngọc trong chốc lát. Tuy không cách nào nhận biết được là dạng cấm chế nào, nhưng trong đó ẩn chứa linh lực thâm bất khả chắc, làm Hàn Lập trong lòng khẽ chấn động. Hắn im lặng thu hồi ngón tay, tay sờ sờ cầm ở trong thông đạo lẳng lặng trầm ngâm một lát, rồi mới đi bộ tiến về phía trước. Hàn Lập nheo mắt, ở bên trong thông đạo không chút hoang mang nhìn chung quanh. Đã biết nơi đây có cấm chế, hắn cũng không sợ hãi có người ẩn núp tại phụ cận đánh lén mới có thể lớn mật đi về phía trước đi bất quá coi như thông đạo này thật sự là dài hàn lập qua thời gian một bữa cơm mới đi hết được nhất thời một lối ra có hào quang màu thủy lam xuất hiện ở trước mắt hàn lập tinh thần thoáng rung lên nhanh bước vội vàng đi tới kết quả sau khi lọt vào trong tầm mắt làm cho ánh mắt của hắn co rút lại trong lòng bỗng nhiên cả kinh trước mắt trong màn lam mang đúng là một gian phòng cực kỳ rộng lớn Căn phòng này diện tích chừng 3-400 trượng, hùng vĩ cực kỳ to lớn, đúng là đồng thời đi vào mấy ngàn người cũng không có tạo ra sự chen chúc. Càng kỳ lạ chính là, trong phòng đều đứng sừng sừng 10 cây ngọc trụ. Những cây ngọc trụ này chẳng những có chu vi mười mấy người ôm, hơn nữa được điêu khắc tinh tế, trên mặt mỗi cây đều khắc các loại chim thú kỳ lạ mà Hàn Lập đã từng hoặc chưa từng gặp qua. Cả một đám trông rất sống động, mười phần linh khí, không có loài nào giống nhau. Mà trên đỉnh các cây cột này, có mười mấy tên tu sĩ quần áo khác nhau hoặc đứng, hoặc ngồi. Những này tu sĩ ngoại trừ cá biệt mấy người, tất cả đều một người độc chiếm một cây cột, hơn nữa không có ai lớn tiếng nói chuyện. Mà khi Hàn Lập đến, cũng chỉ một phần nhỏ tu sĩ lười biếng chú ý, nhưng trong đó có mấy người thì lộ ra thần sắc kinh ngạc. Hàn Lập lại cười khổ một cái, bởi vì những người ơi kia hắn cũng nhận ra. mươi 432, Cực âm Tổ Sư, đối với người khác không nói, đối với huyền cốt thượng nhân thì hắn chỉ liếc qua là trông thấy, hắn ta đang ngồi xếp bằng một mình tại một góc, đang lạnh như băng nhìn hắn trong mắt không giấu được vẻ ngoài ý muốn. Tại đỉnh một cây cột ngọc khác đang đứng hai người một nam một nữ, trong đó nữ tu sĩ Mi Thanh Mục Tú cũng đang ngạc nhiên nhìn về phía Hàn Lạp, trên mặt tràn đầy vẻ giật mình. Đó đúng là tử linh tiên tử của Diệu Âm Môn, mà bên cạnh nàng là một vị nam tử trẻ tuổi mặc áo xanh thần thái ung dung, phóng khoáng. Nam tử này thấy tử linh tiên tử thần sắc có chút cổ quái, liền theo ánh mắt nàng trên dưới dò xét Hàn Lập vài lần, Thấy hắn chỉ là một người trẻ tuổi không khỏi trong mắt lóe lên một tia lạnh lùng, rồi hướng tới Tử Linh Tiên tử hỏi nhỏ câu gì đó. Kết quả Tử Linh Tiên tử cười nhẹ một cái, cùng nam tử nói nhỏ vài câu, giống như đang giải thích thân phận của Hàn Lập. Hàn Lập nhíu nhíu mày, đối với hành vi hai người họ làm như không thấy, chuyển mắt lạnh lùng hướng qua chỗ khác. Bởi vì theo ánh mắt đang truyền đến này rõ ràng mang theo địch ý, điều này làm cho Hàn Lập có chút kỳ quái. Kết quả lọt vào trong mắt là một lão giả đang mang sắc mặt giận dữ nhìn về phía hắn. Hàn Lập khẽ giật mình, sau đó liền nhận ra đối phương, thầm cảm thấy phiền toái đã đến. Đối phương đúng là Miêu trưởng lão của Lục Đạo Liên Minh. Lúc trước bởi vì chuyện anh Lý Thú, đối phương cùng cổ trưởng lão muốn giết người diệt khẩu, lại không ngờ bị Hàn Lập nhân đối phương nguyên khí đại thương cùng trận pháp cấm chế, ngược lại đem đối phương tiêu diệt. Việc này qua nhiều năm như vậy vị Miêu trưởng lão này vẫn còn nhớ tới hắn, xem ra lão cùng cổ trưởng lão giao tình cũng không tệ hàn lập tuy trong lòng lẩm bẩm nhưng hôm nay cũng không để ở trong lòng tiếp theo là chuyển hướng thoáng dò xét những tu sĩ khác nhưng hắn không có nhận được ơ vị nào quen mắt cả vì vậy hắn do dự sau khi một lát rồi cũng xuyên qua lam mang đi vào bên trong đại sảnh tùy ý tìm một cây cột ngọc không người bay lên đỉnh học theo người khác khoanh chân ngồi xuống sau đó mới chính thức dò xét những vị tu sĩ không quen biết kia bởi vì thần thức ở trong phòng đã bị cấm chế cho nên hàn lập cũng nhìn không ra những tu sĩ kia tu vi như thế nào chỉ biết là, nơi này chỉ sợ đại bộ phận đều là tu sĩ kết đan kỳ trở lên, tu sĩ trúc cơ kỳ rất ít. Thậm chí nói không chừng ngay cả lão quái nguyên anh kỳ cũng đến đây. Ôm loại suy nghĩ này, Hàn Lập tuy ngồi xếp bằng bất động, nhưng lại chú ý xem kỹ tất cả các tu sĩ khác. Một lát sau sau, rốt cục hắn cũng nhìn ra một ít kỳ quặc, phát hiện hai gã tám chín phần người là tu sĩ nguyên anh kỳ. Một vị áo vàng lông mi trắng, là một lão nho sinh khuôn mặt gầy gò, người này một tay thảnh thơi để phía sau tay kia cầm một quyển sách bằng thẻ tre cũ nát hứng thú không ngừng xem lại còn rung đùi đắc ý lộ ra vài phần là một tên mọt sách người còn lại thì là một vị trung niên mỹ phụ áo trắng mỹ phụ này dung nhan xinh đẹp nhưng toàn thân tản ra hàn khí thấu xương làm người khác không dám lại gần lúc này mỹ phụ mặt không biểu tình đang lau chùi một bao trường kiếm màu đen từ lúc hàn lập ở phía ngoài tiến vào trong phòng nàng căn bản không có liếc nhìn qua mang bộ dáng phi thường cao ngạo những tu sĩ khác tuy cũng lạnh lùng nhưng so với hai người này lại giống như có chút giả tạo hơn nữa phần lớn những tu sĩ ở đây nhìn về phía hai người này trong mắt chứa đựng một phần kính sợ đó chính là điểm mà các tu sĩ khác không có chỉ cần điểm này thôi hàn lập đã khẳng định hai người này nhất định là cao thủ nguyên anh kỳ đương nhiên hàn lập cũng nhận thức được ước ngoại trừ hai người này ra những tu sĩ khác cũng có một chút đặc thù cũng không thể xem nhẹ một ví dụ rất rõ ràng đó chính là huyền cốt thượng nhân luận tu vi lão ma này dường như chỉ là kết đan hậu kỳ nhưng chính thức chém giết thì tu sĩ kết đan hậu kỳ không phải là đối thủ hắn cơ hồ có thể nói là gần với nguyên anh kỳ ai biết trong những người khác còn có mấy lão giả heo để ăn thịt hổ hàn lập trong lòng không ngừng cân nhắc lại giống như đã quên mất chính bản thân hắn diệt một vị tu sĩ đồng cấp cũng không phải tốn nhiều sức lực không quản như thế nào hàn lập trong lòng tính toán cẩn thận một phen đây cũng không phải là âm thầm hợp kế Vậy thì những người này tụ đến nơi đây mục đích thực sự là gì? Không phải là đại hội những tu sĩ rảnh rỗi nhàm chán chứ? Dù sao vô luận là mảnh bản đồ rách nát hay là tòa hư thiên điện trôi nổi giữa không trung, đều biểu hiện hết sức thần bí, thậm chí ngay cả tu sĩ Nguyên Anh kỳ đều bị hấp dẫn đến đây. Nói rõ nơi đây khẳng định sẽ có sự việc khó lường phát sinh. Nhưng đáng tiếc chính là, hắn đối với việc này hoàn toàn không biết gì cả. Nếu không cũng có thể âm thầm vạch ra kế hoạch hành động tránh được đến lúc đó có nguy hiểm phát sinh ngoài ý muốn mà thân lại đang ở trong hoàn cảnh bất lợi trước mắt hắn chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh mà thôi hàn lập đang trầm tư suy nghĩ bên tai đột nhiên truyền đến thanh âm của huyền cốt thượng nhân tiểu tử không nghĩ tới ngươi cũng có hư thiên tàn đồ lần này đoạt bảo chúng ta cũng hợp tác thế nào đoạt bảo vừa nghe hai chữ này nhãn hàn lập trong lòng chợt vui vẻ biết rõ đáp án cuối cùng của mình cũng đến rồi nhưng trên mặt vẫn bảo trì thần sắc như thường, bình tĩnh truyền trở lại một câu. Không biết Tiền Bối ý định hợp tác như thế nào, trước tiên có thể nói một chút được không? Người thiếu niên do huyền cốt thượng nhân hóa thành, vừa nghe Hàn Lập không có ý cự tuyệt, không khỏi tinh thần chấn động. Đang muốn truyền âm lại để trao đổi, thì lối vào phòng lại truyền đến tiếng bước chân, rồi từ bên ngoài lại nghênh ngang đi vào thêm hai người. Hàn Lập cùng huyền cốt thượng nhân nhìn rõ hai người này, đồng thời thần sắc đại biến. Hàn Lập chỉ là sắc mặt có chút trắng bệch mà huyền cốt thượng nhân thì khuôn mặt hoàn toàn vặn vẹo, lộ ra trong mắt một tia huyết sát điên cuồng. Nhưng may mắn hắn còn đủ tâm cơ thâm trầm, loại thần sắc này chỉ nhất thời lóe lên, sau liền khôi phục lại bình thường. Hai người vừa tiến vào đại sảnh cũng không có phát hiện dị trạng của huyền cốt thượng nhân. Bất quá, Hàn Lập nhìn qua hai người này trong lòng âm thầm kêu khổ không thôi. Bởi vì một trong hai người đúng là thiếu đảo chủ cực âm đảo ô sử. Vị khác tuy Hàn Lập không quen, là một vị trung niên tu sĩ khuôn mặt tái nhợt, hai mắt dài nhỏ nhưng hắn trong lòng lại ngầm đoán được thân phận của đối phương không khỏi lại có chút hối hận khi đã tới đây lúc này trung niên tu sĩ dẫn theo ô sử tiến nhập đại sảnh đưa mắt nhìn qua tất cả sau đó ánh mắt dừng lại tại một vị tu sĩ sắc mặt khô vàng rồi cười lạnh vài tiếng tu sĩ mặt vàng như màu đất thân hình có chút khẽ run lên nhưng sau đó hắn lại nghĩ tới cái gì thân thể lập tức chấn định lại đứng thẳng lên tốt rất tốt trung niên nhân cười lạnh nói vài tiếng trong mắt Hàn Quang lóe lên, xong cũng không nhìn thêm nữa mà đảo mắt hướng qua Hàn Lập. Ánh mắt vừa hướng tới trên người Hàn Lập, Hàn Lập lập tức giống như bị độc xà nhìn chằm chằm vào, không khỏi lông tóc dựng đứng lên. Tuy thoạt nhìn thần sắc vẫn không thay đổi, nhưng trên thực tế trong lòng thật là bất an không yên. Nhưng lập tức, Hàn Lập chợt ngạc nhiên, bởi vì trung niên nhân sau khi xem xét khuôn mặt của hắn, trên mặt lại không giấu được một vẻ vui mừng. Tuy hắn rất nhanh khôi phục bình thường, nhưng Hàn Lập lại sớm nhìn ra được điều này hàn lập có nghĩ không ra liền có một chút nghi kỵ tất cả đều bị huyền cốt thượng nhân nhìn rõ cũng sững sờ sau đó mắt hắn chuyển động vài cái cúi đầu trầm tư lúc này người trung niên đã trông thấy lão nhân nho sinh cùng trung niên mỹ phụ có chút khẽ giật mình rồi đem hàn quang trong mắt thu lại trên mặt vui vẻ hướng hai người này ôm quyền nói không nghĩ tới nam hạc đảo thanh huynh cùng bạch bích sơn ôn phu nhân cũng đến ô mỗ thật sự là thất kính có cái gì thất kính Ta nào có thể so với gia nghiệp cực âm đảo của ô huynh, cũng chỉ có thể tới nơi này tìm chút vận khí mà thôi. Dù sao đây là 300 năm, mới có một lần cơ hội. Hơn nữa ta nghe nói, man hồ tử lần này cũng được người khác cho hư thiên tàn đồ, chỉ sợ không lâu cũng sẽ đến đây. Đến lúc đó lấy lão bất tử chúng ta lại hội họp nơi này lão giả cầm trong tay thẻ che nhẹ nhàng hạ xuống, mặt như cười như không nói. Man hồ tử cũng đến, người trung niên thần sắc liền biến đổi, tựa hồ đối người kia kiêng kỵ dị thường. Đúng vậy, nghe nói hắn bởi vì thọ nguyên nhanh đến nên lần này muốn đi hư thiên điện tìm chút hít thọ nguyên quả ở trong này, đến luyện chế vài viên trường sinh đan. Hy vọng có thể sống lâu thêm năm sáu chục năm nữa lão giả dương dương nói ra, tựa hồ có chút hương vị trào phúng. Mà Mỹ phụ lãnh nhược băng xương cũng không ngẩn đầu lên, vẫn tiếp tục lau chùi bảo kiếm, căn bản không thèm để ý tới hai người này. Hàn lập nghe xong bọn họ nói chuyện với nhau, kìm lòng không được hít sâu một hơi khí lạnh. Tuy chỉ là vài lời ngắn ngủi nhưng cũng đem lại cho Hàn Lập nhiều tin tức hữu dụng. Người trung niên, quả nhiên là sư phụ cực âm tổ sư của Ô Sửu. Nghe ngôn ngữ của bọn hắn, còn có thể có một vị cao nhân nguyên anh kỳ nữa muốn tới đây. Ở bên trong hư thiên điện lại có linh dược có thể kéo dài tuổi thọ, thật sự là khó tin. Khó trách ngay cả cao nhân nguyên anh kỳ cũng tập trung đến đây. Chương 433, Cửu khúc linh tham, Hàn Lập một mặt tự đánh giá tin tức vừa mới biết được mạ khác thầm nghĩ bản thân có thật sự nên xa chân vào cái vũng nước đục này hay không. Tuy không biết phía trước gặp được cái gì, nhưng trong tòa cung điện cổ quái này xem ra đúng là giống như huyết sắc thí luyện ở Việt Quốc vậy. Tất cả đều là những nơi hoang dã do cổ tu sĩ kiến tạo nên. Bảo vật bên trong tuy không ít, nhưng nguy hiểm cũng nhất định là không thiếu. Mà cực âm tổ sư với biểu tình như vừa rồi làm cho hắn trong lòng sợ hãi rét run, cũng không biết đối phương có chủ ý gì. Có lẽ không quản sự tình nơi đây, Lập tức rời khỏi mới là ý định sáng suốt. Bất quá nghe vài lão quái vật nói nơi này 300 năm mới có thể tiến đến một lần. Nếu mà lui bước như vậy khả năng hắn cũng không còn cơ duyên như vậy nữa. Điều này làm cho Hàn Lập có chút do dự, Hàn Lập đang tâm tình bất định thì bên tai truyền đến thanh âm của Huyền Cốt thượng nhân. "Tiểu tử, trên người của ngươi có cái gì mà cực âm nhất định phải có hay sao vậy? Nếu không hắn như thế nào đối với ngươi lộ ra loại vẻ mặt này?" như ta đoán không sai thì tiểu tử ngươi chỉ sợ sẽ gặp phiền phức không nhỏ. Thanh âm của huyền cốt tuy bình thường nhưng rõ ràng tràn ngập ý diếu cợt. Nghe xong lời này hàn lập trong lòng hừ lạnh một tiếng, lập tức lên tiếng đáp. Nếu vị cực âm đảo chủ này biết rõ các hạ đang ở chỗ này chắc hẳn lại càng cao hứng. Quá nửa là sẽ cùng tiền bối hòa thuận nói chuyện tình cảm thầy trò. Ngươi dám uy hiếp ta, huyền cốt thượng nhân vừa nghe hàn lập nói, khẩu khí liền âm trầm. Không dám, người với thân phận và thủ đoạn như thế kia ta sao dám làm vậy bất quá tiền bối cũng nên trông chừng cho tốt một chút nếu không vãn bối trong tình huống tính mạng khó giữ được nói không chừng sẽ lỡ lời đem chuyện của tiền bối nói ra hàn lập mặt không biểu tình đáp huyền cốt hồi lâu cũng không có lên tiếng hàn lập cho rằng đối phương thẹn quá hóa giận nhất thời sẽ không trở lại quấy dày mình nữa bên tai bỗng nhiên truyền đến một câu lạnh như băng nội dung lời nói làm hắn đầu tiên là sững sờ nhưng lập tức vừa mừng vừa ngạc nhiên ngươi muốn hay không kết thành nguyên anh tiền bối lời này ý tứ gì hàn lập chế trụ hưng phấn trong lòng bình tĩnh hỏi hắc hắc có ý gì lời nói của ta rất đơn giản ta biết rõ một loại đồ vật làm cho cơ hội ngưng kết nguyên anh tăng thêm vật ấy hiện bên trong hư thiên điện trừ cái đó ra cũng đừng nghĩ có phương pháp khác ngươi nếu chịu cùng ta liên thủ nhân cơ hội này diệt trừ nghịch đồ cực âm ta sẽ chỉ rõ chỗ của vật ấy cho ngươi đem phương pháp hoàn toàn nói cho ngươi điều kiện này thế nào phải biết rằng nếu không phải ta tu luyện quỷ đạo căn bản không dùng được vật ấy. Thứ này cũng không cần nói cho ngươi, dù cho ngươi không chịu cùng ta liên thủ, cực âm xem ra cũng sẽ chủ động tìm tới ngươi đến lúc đó hắc hắc. Huyền cốt vừa dụ dỗ vừa uy hiếp, đầy sát ý từ từ nói ra không chút che giấu về cực âm tổ sư. Hàn lập nghe xong không có lập tức đồng ý hoặc cự tuyệt mà là ngồi ở tại chỗ im lặng, trên mặt nhíu mày ngâm trầm suy nghĩ. Thiếu niên hóa thân của huyền cốt thượng nhân cũng cực kỳ thong dong không chút hấp tấp nóng này hắn tin tưởng chỉ cần là tu sĩ kết đan kỳ không ai có thể cự tuyệt được dụ hoặc lớn như vậy. Hắn chỉ cần yên tĩnh chờ đợi câu trả lời của Hàn Lập. Lúc này cực âm tổ sư cùng ô sử ô bay đến bên cạnh cây cột của lão nhân nho sinh, cùng nho sinh hàn huyên vài câu, đồng thời hướng tới Mỹ phụ họ ô nói một hai câu. Chỉ là phụ nhân kia sau khi lau chùi xong bảo kiếm liền trường kiếm thu lại, rồi nhắm mắt dưỡng thần căn bản ngay cả mí mắt đều không có nhướng lên, bộ dáng không chú ý tới cực âm tổ sư bị lạnh nhạt như thế cũng không tức giận hay xấu hổ vẫn nói cười như thường hiển nhiên lòng giả cực kỳ thâm sâu hàn lập thu tất cả sự tình vào trong mắt đối với cực âm tổ sư càng tỏ ra kiêng kỵ người này không chỉ có tu vi cao thâm tâm cơ xem ra cũng hơn hẳn người thường nếu không phải thế năm đó huyền cốt lão ma làm sao mà bị hại nơi tay hắn phải chuyển sang tu luyện quỷ đạo ngay cả con đường luân hồi cũng hoàn toàn bị phá hỏng làm cho huyền cốt thống hận đến cực điểm hận không thể đem hắn đốt thành cho bụi Bất quá, không quản ân oán giữa Huyền Cốt lão ma cùng Cực Âm, hôm nay hắn đúng là vẫn bị những người này theo dõi. Cái này đối với hắn mà nói đúng là một vấn đề không ổn chút nào. Có thể nói, hắn hôm nay trước mặt Tu sĩ Nguyên Anh kỳ ngay cả một cơ hội chạy trốn cũng không có. Nếu thật muốn chính diện đối địch, khả năng có thể chạy trốn thật sự là thấp đến đáng thương. Dù sao tu vi kết đan sơ kỳ cùng Nguyên Anh kỳ, thật sự là kém quá xa. Dù cho hắn có pháp bảo cùng phệ kim trùng lợi hại, thì cũng vẫn bị người ta giết mà thôi. Sau một hồi suy nghĩ cân nhắc, Hàn Lập rốt cuộc truyền âm sang huyền cốt hỏi một câu. Ngươi cũng nên giải thích cho ta một chút lời nói vừa rồi, qua khẩu khí hình như ngươi hiện tại cũng có thể chống lại một vị tu sĩ Nguyên Anh Kỳ. Hàn Lập khẽ mấp máy môi nói, đương nhiên chỉ cần ngươi nguyện ý cùng ta liên thủ, thì việc này ngươi không hỏi ra cũng nói huyền cốt trên mặt thoáng hiện vẻ vui vẻ, sau đó ngầm truyền âm trả lời. Hàn Lập nghe xong, cũng không có hỏi qua gì nữa rồi dứt khoát ngồi tại chỗ nhẹ nhàng nhắm hai mắt, giả bộ như đang luyện khí. Vật nọ tên gọi là cửu khúc linh tham chính là vật do thiên địa linh khí biến thành. Bản thể tuy nhiên chỉ là một loại linh thảo nhưng mười phần linh tính. Từ khi sinh ra sẽ biến ảo thành các loại động vật hoặc côn trùng, có thể tự hoạt động, còn phi thường am hiểu độn thổ, độn mộc. Nhiều năm trước ta tại hư thiên điện này có trông thấy qua vật ấy. Chỉ là lúc ấy tu vi quá thấp, lại không có pháp khí phù hợp để bắt, đành phải thôi mà lần thứ hai sau đó tới, ta lại đã tu thành nguyên anh, tự nhiên sẽ không tốn hao khí lực cho vật này. Hiện hôm nay, đành phải tiện nghi cho người rồi huyền cốt phảng phất có điểm không muốn nói ra. Cửu khúc linh tham, Hàn Lập nghe xong hít vào một hơi khí lạnh, Hàn Lập chính là đã nghe qua đại danh của vật này. Đây chính là tiên thảo trong truyền thuyết, tuy có rất nhiều điển tịch viết về loại linh thảo này, nhưng Hàn Lập cho rằng vật đó xuất hiện thật sự tại thế gian này chắc hẳn cũng là vào thời kỳ hoang dã chẳng lẽ hư thiên điện còn tồn tại vật như vậy sao? Bất quá, nói đi cũng phải nói lại, tại chỗ cổ tu sĩ lưu lại này phát hiện một hai loại tiên thảo như vậy cũng không phải là không có khả năng. Nhưng cửu khúc linh tham đối với việc ngưng kết nguyên anh có chỗ hữu dụng thì đúng là hắn thực sự lần đầu nghe nói qua. Trong những điển tịch kia đúng là chỉ hàm hồ nói sơ qua công dụng chứ cũng không có rõ công dụng của nó. Lão ma sẽ không lừa mình để liên thủ, cố ý dùng lời nói lung lạc hắn chứ. Hàn lập có chút hoài nghi có lẽ đoán được nghi kỵ trong lòng hàn lập huyền cốt sau đó nói tiếp yên tâm đợi lát nữa sau khi qua cửa xong tại cửa thứ hai ta sẽ trước hiệp trợ ngươi bắt vật ấy sau đó đợi cho giải quyết xong nghịch đồ ta sẽ chuyển cho ngươi phương pháp điều chế linh dược đến lúc đó ngươi dựa theo cách điều chế cứ trình tự mà làm có thể lợi dụng hoàn toàn vật ấy để tỷ lệ ngưng kết nguyên anh của ngươi tăng lên không ít bất quá lần này tới hư thiên điện ta cũng là do tình thế bắt buộc đối với tu luyện của ta sau này hữu dụng lớn đến lúc đó ngươi cũng ra tay tương trợ một chút, cứ như vậy, ta mới có thể nắm chắc thêm phần thắng huyền cốt chủ động giải trừ ngừa vực vô căn cứ của Hàn Lập, sau đó nói ra một điều kiện không nặng không nhẹ, bỏ đi đại bộ phận lòng nghi ngờ của Hàn Lập. Được rồi, nếu là ngươi thực có nắm chắc hạ được cực âm, ta ra tay hiệp trợ cũng không phải là không thể Hàn Lập rốt cuộc đáp ứng, tạm thời cùng huyền cốt kết thành minh hiểu. Chỉ là cái lời giao kèo này thực rất là yếu ớt, có thể duy trì đến khi nào thật sự khó nói. Phòng chừng lúc cực âm tổ sư bị diệt, cũng chính là lúc quan hệ giữa bọn họ tan vỡ. Nhưng Hàn Lập trong lòng cũng thở phào một cái, nghe Huyền Cốt lão ma nói, hắn đến đây Hư Thiên Điện cũng không phải là lần đầu. Có một vị minh hữu sành sỏi như vậy so với tình huống hai mắt tối mò mò thì vẫn tốt hơn nhiều. Hắn tối thiểu có thể từ miệng đối phương biết rõ một ít tình huống cơ bản của Hư Thiên Điện. Trước khi đối phó với Cực Âm Tổ sư thì đối phương vẫn có thể tin được. Cứ như vậy, Hàn Lập cùng đối phương sau khi hiệp nghị xong, cũng bắt đầu từ miệng đối phương thám thính tình huống đại khái của hư thiên điện. Sau khi cùng huyền cốt lão ma ngầm đàm luận hồi lâu, sắc mặt của Hàn Lập cũng trở nên đỡ hơn nhiều. Xem ra cơ hội cùng nguy hiểm luôn cùng tồn tại, lần này hành trình tại hư thiên điện thật đúng là nguy hiểm trùng trùng. Hắn không khỏi nhẹ thở ra một hơi, sau đó thật sự tâm thần đắm chìm bắt đầu ngồi xuống luyện khí. Trong đại sảnh này Hàn Lập không cần lo lắng ai đột nhiên đánh lén. Hắn đã sớm thử qua, ngoại trừ một ít các loại tiểu pháp như phiêu phù thuật ra thì nếu vận dụng pháp lực, lập tức pháp lực sẽ tiết ra ngoài, không cánh nào thi thuật thành công. Thậm chí pháp bảo trong cơ thể ở nơi này cũng giống như là vật chết, đều không có thể sử dụng. Cấm chế nơi này thật đúng là thần diệu vô cùng. Sau đó, tu sĩ bên trong phòng 5-6 ngày sau lại đến càng nhiều, dần cũng đạt đến hơn trăm người. Các trụ ngọc sớm đã bị các tu sĩ chiếm hết, những người đến sau đành phải vì tiện tìm một chỗ trên mặt đất tạm thời ngồi xuống nghỉ ngơi. Chương 434, tụ tập. Trong những ngày tiếp theo tu tiên giả tìm tới đây dần dần trở nên thưa thớt, thậm chí đến trưa ngày hôm nay vẫn chưa có người nào mới. Nhưng thần sắc cực âm tổ sư cùng nho sinh lão giả lại bắt đầu ngưng trọng, không nói chuyện với nhau nữa mà ngược lại thỉnh thoảng nhìn lối vào, dường như đang đợi người nào đó. Chẳng lẽ là vị man hồ tử kia? Hàn Lập tự nhiên để ý tới việc này, trong lòng có chút hiếu kỳ nên cũng lưu tâm. Đến buổi chiều rút cuộc ở cửa vào có tiếng bước chân vang lên. Sau đó lam quang lấp lóe vài cái rồi từ bên ngoài có hai người một trước một sau tiến đến. Một vị lão đạo tóc bạc, khuôn mặt hồng hào, vị lão đạo kia thì gầy ốm, ăn mặc như lão nông, vẻ mặt sầu khổ. Vừa thấy hai người này, tu sĩ bên trong phòng run động, đại bộ phận đều lộ ra vẻ kính sợ nhìn về phía hai người này. Xem ra thanh danh của hai người này thực sự không nhỏ. Nhưng ánh mắt nhìn bọn họ của Cực Âm Tổ sư và Nho Sinh lão giả cực kỳ bất thiện. Đặc biệt là Cực Âm Tổ sư, thần sắc đột nhiên trở nên âm hàn mà hai vị cao nhân mới tới khi nhìn thấy đám người cực âm cũng đồng dạng lộ ra ánh mắt thù địch lão đạo kia hừ một tiếng rồi trực tiếp nói cực âm lão ma các ngươi đến sớm quá xem ra người trong ma đạo của các ngươi đối với việc đi vào hư thiên điện lần này nắm chắc thành công nhỉ thiên mộ tử không phải bản tổ sư đến sớm mà là đám ngụy quân tử các ngươi đến quá muộn khiến cho ta còn tưởng rằng tin tức hư thiên tàn đồ ở trong tay nhị vị là giả không nghĩ tới cuối cùng đã tìm đến đây nhưng như vậy cũng tốt vừa vặn đúng lúc để cho bản tổ sư độ hóa các ngươi. Thần sắc cực âm tổ sư âm trầm nói, "Cực âm, ngươi muốn độ hóa ai, cũng muốn thực hiện điều đó đối với bản nhân sao?" Không chờ lão đạo kia mở miệng phản kích, bên ngoài phòng dĩ nhiên truyền đến thanh âm hùng hậu. Hai người cực âm vừa nghe thấy thanh âm này, sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Còn mỹ phụ vốn im hơi lặng tiếng kia lại đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm lối vào, lạnh lùng nói, "Vạn Thiên Minh, ngươi cũng đến đây, ôn phu nhân có mặt ở đây." Vậy bản nhân đến thì có gì kỳ quái. Theo thanh âm này, nhân ảnh bên ngoài chợt lóe, một trung niên nhân mang áo tím đai ngọc đi vào. Người này khuôn mặt chữ điền, mày rậm, hai hàm răng trắng bóng, liếc mắt nhàn nhạt, nhạt nhìn Mỹ phụ rồi hướng về phía Cực âm tổ sư, khiến cho người ta cảm giác được khí thế mạnh mẽ. Cực âm tổ sư bị đối phương không khách khí liếc nhìn như vậy, sắc mặt trở nên âm trầm, im lặng không nói gì. Điều này làm cho Hàn Lập kinh hãi, không nhịn được dò xét người này vài lần ngay cả tu sĩ nguyên anh sơ kỳ như cực âm đối với hắn cũng có ý sợ hãi ba phần chẳng lẽ tu sĩ này là nguyên anh trung kỳ hàn lập kinh nghi phỏng đoán bây giờ hắn đã nhìn ra được ba người kia chính là tu sĩ chính đạo ở loạn tinh hải luôn đối đầu với người của ma đạo như nhóm cực âm mà sau khi trung niên nhân tiến vào sự ồn ào trong đại sảnh của các tu sĩ khác lập tức dừng lại chỉ có thể lờ mờ nghe được có người thấp giọng nói vạn pháp môn môn chủ gì gì đó hiển nhiên thanh danh vị này còn trên hai vị vừa rồi vạn thiên minh tỳ nữ hầu hạ của bản phu nhân bị một vị môn hạ đệ tử của người đả thương có phải không mỹ phụ họ ôn dường như không ý kỵ gì người này không chút khách khí chất vấn không bàn gì về việc đả thương chỉ là môn hạ đệ tử của ta thấy tỳ nữ hầu hạ của ngươi tu vi không tệ nên muốn luận bàn một chút mà thôi chẳng lẽ phu nhân vì chuyện nhỏ này mà hưng sư vấn tội vạn mỗ hay sao vạn thiên minh nhíu mày thần sắc nhàn nhạt nói luận bài gì chứ tỳ nữ của ta chỉ có tu vi trúc cơ sơ kỳ đệ tử ngươi rõ ràng là ỷ mạnh hiếp yếu, muốn khi nhục môn hạ của ta. Mỹ phụ nói với sắc mặt lạnh lẽo, khi nhục môn hạ của phu nhân, ta làm sao dám chứ? Nể mà tôn phu lục đạo, ta khi quay về sẽ để vị đệ tử kia nhận tội với phu nhân là được. Trung niên nhân nhíu nhíu mày, thờ ơ nói, chuyện của ta sao lại dính đến lục đạo, ngươi nếu không tình nguyện, ta cũng muốn dùng loan phương kiếm quyết luận bàn với vạn tông chủ một phen. Mỹ phụ nghe xong lại càng nổi cáu, luận bàn cùng phu nhân cái này thì quên đi nếu lục đạo biết ta khi phụ phu nhân hắn còn không lập tức tìm ta liều mang hay sao ta cũng không muốn khơi nên đại chiến giữa chính ma song phương vạn thiên minh cười ha hả nói dường như đây là một việc cực kỳ buồn cười mỹ phụ nghe nói thế sắc mặt đỏ hồng lên sau khi trừng mắt nhìn đối phương liền coi như không có gì tuy nhiên mỹ phụ bỏ qua cho trung niên nhân nhưng hắn lại không muốn bỏ qua cực âm tổ sư lúc này hắn nhìn về phía cực âm cười lạnh một tiếng đang muốn nói gì đó thì bỗng nhiên từ ngoài thông đạo truyền đến một trận chấn động ầm ầm, ngay cả tòa đại sảnh cũng khẽ rung lên. Màn này ngoại trừ mấy lão quái nguyên anh kỳ thì tất cả các tu sĩ còn lại đều giật mình, hướng ánh mắt nhìn ra ngoài. Cực âm và Nho Sinh lão giả liếc mắt nhìn nhau, trên mặt lờ mờ xuất hiện một tia vui mừng, tuy nhiên trong đó dường như còn có chút cười khổ. Mà trong mắt của Vạn Thiên Minh Hàn Quang chợt lóe, sát khí sắc bén chỉ xuất hiện một chút rồi biến mất lão đạo và lão nông kia dường như cũng biết người nào đến nên thần sắc lộ ra một tia lo lắng. Thoáng cái âm thanh chấn động càng lúc càng to, chỉ thấy ở cửa vào đại sảnh xuất hiện một thân ảnh cực kỳ cao lớn dị thường. Một quái nhân mặc áo màu lam, có tròm dâu vàng cong cong đột nhiên tiến vào. Mỗi khi hắn bước chân thì cả đại sảnh liền lập tức rung động giống như người này nặng tựa ngàn cân vậy, khiến cho người ta thực sự hoảng sợ. Trong ánh mắt kinh hãi của chúng nhân, vị này sau khi thở ơ liếc qua mọi người trong đại sảnh, ánh mắt liền dừng lại ở trên người vạn thiên minh, rồi bắt đầu cười ha hả. Không nghĩ tới vạn đại môn chủ cũng đến đây, xem ra bản nhân lần này gặp may rồi. Man mỗ luôn muốn đọ sức với vạn môn chủ nhưng đáng tiếc là không có cơ hội, cuối cùng hôm nay mới được mãn nguyện. Trong ánh mắt của quái nhân nhìn trung niên nhân tràn đầy vẻ khiêu khích. Tại hạ cũng ngưỡng mộ thác thiên quyết được xưng là ma công phòng ngự đệ nhất loạn tinh hải của Man Huynh, không ít lần muốn lãnh giáo một chút. Vạn thiên minh lạnh lùng nhìn quái nhân, không sợ sệt gì đáp lời hắc, hắc, không dám, không dám, thiên la chân công của vạn môn chủ tại hạ cũng ngưỡng mộ đã lâu. Quái nhân mở to miệng nói, trong mắt không giấu được vẻ kích động. Nhưng đáng tiếc hiện tại vị vạn môn chủ này dường như không nghĩ tới việc đó. Sau khi hắn thấp giọng nói vài câu với lão đạo và lão nông thì ba người liền cùng nhau bay lên trên một cái cột ngọc. Sau đó lão đạo mặt mang nụ cười nói vài câu với tu sĩ trên cột ngọc làm cho vị lão giả kết đan đó có cảm giác vừa mừng vừa sợ, tự động nhượng lại chỗ, tìm một nơi khác. Quái nhân thấy vậy, trên mặt lộ suốt một tia cười nhạo, sau khi ngẩng đầu nhìn xung quanh gần đó, đột nhiên thân hình chợt lóe, bay tới một cây cột ngọc. Mà rất trùng hợp đó chính là nơi mà Hàn Lập ngồi. Hàn Lập thấy vậy, không khỏi biến sắc, biến, bản nhân muốn địa phương này. Thân hình to lớn của quái nhân vừa ổn định, hai mắt liền lập tức lạnh lẽo nhìn chòng chọc Hàn Lập, nói ra những lời âm hàn. Thân sắc Hàn Lập trở nên khó coi, hai tay ở trong áo không nhịn được nắm chặt lại. Nhưng sau khi im lặng một chút, hắn con nén ý niệm muốn xuất thủ ở trong đầu, không nói một tiếng nào nhảy xuống, sau đó liền truyền đến tiếng cười điên cuồng của quái nhân. Mặt hàn lập bao phủ bởi một tầng xương lạnh, đối với hắn mà nói tuy cảm thấy cực kỳ bị khi nhục nhưng cũng chỉ có thể tạm thời nín nhịn mà thôi. Dù cấm chế ở trong đại sảnh có khả năng hạn chế được tu sĩ ra tay, nhưng hắn thực sự không biết rõ ràng ảnh hưởng của cấm chế đối với mấy lão quái nguyên anh kỳ đó có lớn giống như đối với tu sĩ kết đan như hắn không hắn không muốn nhất thời hành động theo cảm tính mà vứt bỏ mạng nhỏ của mình hàn lập mang một bụng buồn bực tìm một chỗ sạch sẽ trên mặt đất tiếp tục ngồi xuống nho sinh lão giả lúc này vẻ mặt mỉm cười hướng quái nhân hỏi man huynh lần này đến muộn như thế thanh mỗ còn tưởng rằng man huynh đã đổi ý không có ý định tới nữa không đến điều này sao được ta còn trông cậy vào thứ trong hư thiện điện để luyện chế trường sinh đan đây chỉ là trên đường đi có việc dây dưa Ngược lại vạn thiên minh đến nơi này ta mới thực sự giật mình. Chẳng lẽ hắn cũng biết thọ nguyên quả đã đến thời kỳ trưởng thành, muốn lấy một ít. Quái nhân sờ sờ tròm dâu vàng trên cằm, có chút nghi hoặc nói. Cái này không rõ lắm, tuy nhiên trong hư thiên điện ngoại trừ vật ấy, vẫn còn nhiều loại cực kỳ chân quý. Ai biết lần này đối phương vì vật gì mà đến, nho sinh lão giả cũng có chút khó hiểu nói. Vạn thiên minh chính là nhân vật đầu lĩnh số một số hai của chính đạo. Hay hắn muốn lấy hư thiên đỉnh, Cực âm lão tổ dường như nghĩ đến việc gì Đê Tô, có chút lo lắng nói: "Hư Thiên đỉnh, không có khả năng đó đâu. Vật ấy nếu dễ dàng lấy được thì sớm đã nằm trong tay cao nhân lúc trước rồi. Đâu còn đến lượt bọn họ." Không đợi Man Hồ Tử trả lời, Nho Sinh lão giả đã lắc lắc đầu như đánh trống. Chương 435: Hư Thiên đỉnh, Bổ Thiên đan. Điều này cũng không khẳng định được, ta nghe được mấy năm trước đệ tử Vạn Pháp môn tìm kiếm Kim Ti Tam chỉ là sau đó đột nhiên không có tin tức gì nữa nên không biết đã tìm thấy hay chưa. Nếu có loại kỳ trung này hỗ trợ thì có khả năng vị vạn đại môn chủ này muốn lấy hư thiên đỉnh. Cực âm tổ sư nhíu mày nói, theo bản năng liếc nhìn bọn người vạn thiên minh, bộ dáng cực kỳ lo lắng. Lúc này ba tu sĩ Nguyên Anh Kỳ của chính đạo đang khoanh chân ngồi trên trụ ngọc, dường như không chú ý đến cuộc nói chuyện của bọn họ. Hừ, đâu chỉ mình vạn thiên minh có thể có kim ti tàm, nghe nói cực âm ngươi cũng thu được hai con hỏa mãng ở trên ly hỏa đảo chỉ sợ lần này dã tâm của ngươi cũng rất lớn đó man hồ tử liếc cực âm tổ sư một cái không khách khí nói hắn tựa hồ đối với hành động lén lén lút lút của cực âm có chút khinh thường cực âm tổ sư nghe vậy thần sắc đột nhiên biến đổi mấy lần nhưng lập tức liền khôi phục lại trạng thái bình thường trong lòng chửi to không thôi không cần hỏi cũng khẳng định được trong vài vị tâm phúc của hắn có người tiết lộ một chút và đã đến tai đối phương lần này man hồ tử tới hư thiên điện sợ rằng việc lấy thọ nguyên quả chỉ là thuận đường giám thị cử động của mình mới chân chính là thật cho dù trong lòng có chút ảo não nhưng sau khi ngẩn ra thì sắc mặt vẫn không chút thay đổi nói khiến cho man huynh chê cười rồi ô mỗ lần này đến đích xác có đem theo hai con hỏa mãng dị trùng nhưng đạo hạnh của chúng vẫn quá thấp hy vọng thành công thật sự xa với vẫn phải nhờ man huynh cùng thanh huynh giúp đỡ một tay giúp ngươi thì chúng ta có chỗ tốt gì nho sinh lão giả giật mình nhưng ngoài miệng vẫn do dự hỏi Cực âm tổ sư nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, lúc này không nói to nữa mà truyền âm trả lời. Dựa theo tin tức mà chủ nhân hư thiên điện lưu lại thì trong hư thiên đỉnh ngoại trừ thứ quan trọng nhất là bổ thiên đan, còn có vài kiện cổ bảo đỉnh cấp do cổ tu sĩ truyền lại, uy lực tuyệt đối không nhỏ. Ta ngoại trừ hư thiên đỉnh và một viên bổ thiên đan thì những thứ còn lại chia đều cho mấy vị thế nào? Một tia tham lam lóe lên trong mắt của nho sinh lão giả, nhưng trong lòng ngẫm nghĩ rồi liếc nhìn man hồ tử, truyền âm nói. Ta thì không có vấn đề gì, nhưng còn phải xem ý tứ của Man huynh. Dù sao nếu không có Man huynh chế trụ vạn thiên minh, ta cũng không dám mạo hiểm. Cực âm tổ sư nghe vậy, trên mặt không lộ ra vẻ gì ngoài ý muốn. Hắn trong lòng biết rõ vị thanh dịch cư sĩ này đích xác là một người xảo quyệt. Nếu không lôi kéo được Man Hồ tử, tuyệt đối sẽ không đáp ứng sự việc không nắm chắc. Vì thế Cực âm tổ sư quay đầu nhìn về phía Man Hồ tử kia, mỉm cười đem điều kiện của mình truyền âm qua, sau đó mới hỏi: không biết Man Huynh thấy đề nghị của tại hạ thế nào, có hứng thú hợp tác một phen không? Dù sao giá trị bổ thiên đan không cần ta nói, Man Huynh cũng biết rất rõ là thứ có thể bù đắp ngũ hành linh căn của con người. Ta nghĩ khắp tu tiên giới ngoại trừ chỗ này thì không còn chỗ nào có nữa. Nói không chừng sau khi phục dụng, công lực của Man Huynh sẽ rất dễ dàng tiến bộ, đột phá hạn chế về mặt tuổi tác. Cực âm tổ sư tựa hồ không để ý đến việc đối phương vừa rồi châm biếm hắn, không ngừng ở bên tai xúi dục. Hư, chỉ bằng hai con hỏa mãng mà muốn lấy hư thiên đỉnh, ta thấy đầu óc các ngươi lú lẫn hết rồi. Trước đó không biết có bao nhiêu tu sĩ Nguyên Anh kỳ tiến vào nội điện nhưng đều xếp giáo đầu hàng. Các ngươi nghĩ sẽ thành công sao, nên biết mức độ nguy hiểm trong nội điện so với ngoại điện hoàn toàn bất đồng. Cho dù tu sĩ Nguyên Anh kỳ như chúng ta đi vào cũng khó toàn mạng đi ra. Nhiều lần hư thiên điện mở ra, tu sĩ Nguyên Anh kỳ chết tại nội điện cũng không phải là một, hai người. Man hồ tử hư lạnh một tiếng, Dùng ngữ khí trào phúng nói: "Cái này không cần Man huynh lo lắng, ta chỉ muốn hỏi nếu như bọn gia hỏa Vạn Thiên Minh thực sự có chủ ý lấy hư thiên đỉnh, Man huynh có muốn đi vào xem xem không?" Cực âm tổ sư bình tĩnh hỏi, sau khi nghe cực âm chất vấn như vậy, vẻ mặt cười lạnh của Man Hồ Tử từ, từ từ biến mất. Hắn nhíu nhíu mày, sau khi hàn quang lóe lên mới chậm rãi trả lời: "Nếu bọn Vạn Thiên Minh thật sự bất chấp nguy hiểm tiến vào nội điện, không cần người nói ta tự nhiên cũng sẽ đi theo." cho dù ma đạo chúng ta không có cách nào thu lấy nó thì cũng không thể để bọn chính đạo hưởng lợi được lời nói này của hắn cực kỳ quả quyết ha ha có câu nói đó của man huynh là tốt rồi chỉ cần đến lúc đó man huynh chịu ra tay thì đề nghị trước đó của ta cũng sẽ tính cho man huynh một phần đương nhiên nếu ôn phu nhân cũng chịu ra tay tương trợ thì ô mỗ càng hoan nghênh ta lần này chỉ hái một ít linh dược rồi về thôi nội điện quá nguy hiểm ta không có ý định đi vào Mỹ phụ họ ôn ngay cả điều kiện gì cũng không nghe, lạnh lùng cự tuyệt. Trên mặt cực âm tổ sư lóe lên vẻ thất vọng, phải biết rằng Mỹ phụ tuy chỉ có tu vi nguyên anh sơ kỳ nhưng lục đạo cực thánh phu quân của nàng ta là một đại ma đầu hạng nhất trong ma đạo. Ngay cả man hồ tử trước mặt hắn cũng tự nhận không bằng, không thể lôi kéo nàng đi, tự nhiên có chút tiếc nuối. Chẳng qua hắn đương nhiên cũng không dám cưỡng chế lôi kéo vị phu nhân này vào nội điện, đành phải mỉm cười bỏ qua thôi dù sao bọn họ ba người chống lại đám chính đạo cũng không ở thế hạ phong không cần trèo kéo mỹ phụ nữa sau khi đám người ma đạo hoàn tất thương lượng thì nhóm vạn thiên minh ở bên kia vẫn thành thành thật thật im lặng nhắm mắt dưỡng thần không biết bọn họ đã tính toán trước rồi hay sớm đã có đối sách hàn lập ngồi ở trong một góc nhìn được hết thảy mọi việc mặc dù cự ly rất xa đồng thời đám người cực âm đàm thoại phần lớn sử dụng truyền âm nhưng xem bọn hắn thỉnh thoảng lại nhìn về bọn người chính đạo với ánh mắt bất thiện Hàn Lập cũng đoán được bọn họ đang thương lượng đối sách ứng phó với nhóm Vạn Thiên Minh, điều này khiến cho Hàn Lập âm thầm vui mừng. Chỉ khi mấy lão quái vậy nguyên anh kỳ này dây dưa với nhau không dứt, hắn mới có thể đục nước béo cò, bảo vệ tính mạng an toàn một chút. Tốt nhất là cực âm tổ sư vì thế mà không có cách nào chú ý hắn, như thế càng hay. Khi Hàn Lập đang thầm suy nghĩ thì từ bên ngoài đại sảnh nhân ảnh chợt lóe, hai vị bạch y lão giả đi vào. Hai người này đầu tóc bạc trắng, tà áo phất phơ, giống như thần tiên vậy. Chúng tu sĩ bên trong đại sảnh khi thấy hai người này tiến vào thì đều tập trung ánh mắt nhìn lại, nhưng lập tức vẻ mặt tràn đầy sự cung kính. Còn có một bộ phận tu sĩ từ đầu đến cuối vẫn luôn luôn cảnh giác, cuối cùng cũng thở phào một hơi. Mà mấy lão quái thuộc chính ma lưỡng đạo khi thấy bọn họ đều lộ ra thần tình phức tạp. Có hâm mộ, có chán ghét và cũng có thần sắc bất đắc dĩ. Một vị bạch y lão giả mặt mày hiền hậu trong hai vị kia khi thấy mọi người đều nhìn mình, đột nhiên mỉm cười, cực kỳ ôn hòa nói. Chuyến đi Hư Thiên Điện lần này, bởi vì hai vị thánh chủ của chúng ta đang bế quan cho nên không thể đến đây chủ trì việc truy tìm bảo vật. Do đó hai vị chấp pháp bọn ta đại biểu cho Tinh cung tới để giám sát. Mà quy củ lần tầm bảo này vẫn như mấy lần trước. Nếu trong hành trình ai tùy ý cậy mạnh hiếp yếu hay muốn giết người đoạt bảo, chúng ta cũng sẽ xuất thủ ngăn cản, đồng thời bị Tinh cung truy sát. Tuy nhiên việc giám sát này chỉ diễn ra ở ngoại điện, chúng ta sẽ không tiến vào nội điện, lại càng không nhúng tay vào bất cứ sự tình gì ở đó cho nên nếu chư vị cảm thấy không nắm chắc thì dừng lại bên ngoài. Mặt khác hai người bọn ta sẽ không vì nguy hiểm gây ra bởi chính ngư thiên điện mà xuất thủ tương trợ đồng đạo, cho dù đạo hữu ngộ nạn, lập tức bị tiêu diệt trước mặt thì bọn ta cũng sẽ không chú ý. Ta nói rõ như vậy, tất cả mọi người hẳn hiểu được ý tứ bên trong. Vị bạch y lão giả này nói xong, hai mắt như điện liếc qua các tu sĩ trong đại sảnh. Những người khác gặp ánh mắt của hắn đều cúi đầu tránh đi chỉ có đám người vạn thiên minh và man hồ tử là không có ý nhượng bộ trực tiếp nhìn nhau một cái điều này khiến cho vị bạch y lão giả khẽ giật mình sau đó nhíu mày không khỏi thấp giọng lẩm bẩm nói một câu sao hai tên quái vật cũng tới vậy vậy có chút khó khăn rồi vị lão giả mặt lạnh tanh bên cạnh thần sắc cũng thay đổi nhưng sau khi cười lạnh một tiếng liền khôi phục vẻ mặt như trước sau đó hai vị trưởng lão chấp pháp của tinh cung phân ra một tả một hữu khoanh chân ngồi xuống ở cửa ra vào không để ý tới điều gì nữa các tu sĩ kết đan khác trên mặt hoặc vui mừng, hoặc lo lắng, thần sắc các loại khác nhau. Hàn lập thấy vậy, không nhịn được ngấm ngầm lấy làm kỳ lạ không thôi. Không biết người tinh cung lần này làm việc không công đến cùng là có dụng ý gì. Chẳng lẽ chỉ vì thiết lập quyền uy của họ tại loạn tinh hải. Nhưng lúc này bên tai truyền đến âm thanh của huyền cốt thượng nhân. Tiểu tử, người phải chú ý, bọn tinh cung không phải là người tốt đâu. Theo ta được biết hễ khi nào ma đạo mạnh lên thì bọn hắn chèn ép ma đạo và ngược lại, khi nào chính đạo mạnh lên thì bọn hắn chèn ép chính đạo. Căn bản không cho hai phe kia cơ hội, mà mỗi một lần tầm bảo ở hư thiên điện, hoặc ít hoặc nhiều đều có một số tu sĩ chính ma song phương chết rất bí ẩn. Nói không chừng là do người tinh cung âm thầm hạ độc thủ. Người tuy không thuộc về hai bên chính ma nhưng cũng phải bảo trọng cho tốt. Ta cũng không muốn viện thủ mà mình vất vả tìm được biến mất đâu. Thanh âm hắn rất lạnh lùng, nhưng nội dung trong đó lại làm cho hàn lập cả kinh. chương 436, Tử Linh Tái Ngộ Hàn lập tựa hồ không cần suy nghĩ, liền khẳng định sự tình theo như lời mà huyền cốt thượng nhân nói có đến 89 phần 10 là sự thật. Dù sao tinh cung có thể đứng vững ở loạn tinh hải trong nhiều năm mà không có việc gì, khẳng định là có sử dụng một ít thủ đoạn. Càng không có khả năng vô duyên vô cớ không có mục đích mà chạy vô trong này làm gì, hơn phân nửa bọn họ có mưu đồ đối với mình. Nghĩ như vậy, trong mắt hàn lập hàn quang chợt lóe cũng không nói lời nào với huyền cốt thượng nhân, nhưng trong lòng lập tức đề cao cảnh giác đối với hai trưởng lão áo trắng. Nhưng trong thời gian 3 ngày, hai vị trưởng lão Thủy Trung vẫn ngồi một chỗ bất động tiến vào quá trình luyện khí, căn bản cũng không mở mắt, càng không mở miệng nói một lời nào, làm cho không khí có chút quỷ dị. Nhưng trong những ngày này, có 3-4 vị tu sĩ mới đến, cũng không có tu sĩ nào đạt đến Nguyên Anh Kỳ. Nhưng đến buổi sáng ngày thứ tư, thình lình có sự thay đổi đột ngột, không có dấu hiệu báo trước, một trận âm thanh vang lên, làm cho cửa đá bằng bạch ngọc sập xuống bịt kín đại sảnh lại. Trên cửa bạch ngọc này hiển nhiên đã thiết lập một cấm chế lợi hại. Xa hơn nữa ngoài cửa, mơ hồ truyền đến một tiếng nổ cũng thiết lập cấm chế tương tự. Lúc này, trong đại sảnh, một vài người lộ ra vẻ mặt sợ hãi, nhưng sau khi phát hiện thần sắc bình tĩnh của mấy vị tu sĩ Nguyên Anh kỳ, mấy người họ mới thực sự yên lòng. Mà lúc này tại Tinh Cung hai vị trưởng lão áo trắng thình lình mở mắt đứng dậy. Nhất thời ánh mắt của những tu sĩ khác lập tức rơi trên người họ, ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Nhưng sắc mặt những vị tu sĩ Nguyên Anh kỳ này, nhìn hành vi hai người không có một chút biểu tình hay nói một câu nào, chỉ thấy hai người hướng đại sảnh đi đến. Nhưng không đợi hai vị trưởng lão đến khu vực có những khối đá nhỏ trên mặt đất, một vài viên sau đó phát ra ánh sáng chói mắt. Lập tức ánh mắt mọi người tập trung vào truyền tống trận có chu vi 10 trượng xuất hiện ở nơi đó. Đa số tu sĩ trong đại sảnh, không một ai nghĩ đến khả năng xuất hiện một cái truyền tống trận, làm cho nhiều vị tu sĩ không khỏi kinh ngắc vạn phần. Hai vị trưởng lão áo trắng Tiến đến truyền tống trận một cách cẩn thận. Cúi xuống kiểm tra một cách kỹ lưỡng cả nửa ngày trời, hai người mới liếc mắt nhìn nhau gật gật đầu nói: "Tốt lắm, truyền tống trận này không có vấn đề, từ đây ra khỏi hư thiên điện, mọi người phải tự lo lấy thân." Nói xong lời này, hai vị trưởng lão một trước một sau bước vào truyền tống trận. Kết quả, hai đạo bạch quang lóe lên sau đó thân hình hai người biến mất vô ảnh vô tung. Lúc này, mọi người trong đại sảnh nhìn nhau im lặng. Không đợi người khác phản ứng, Vạn Thiên Minh mang theo lão đạo và lão già gầy áo đen phi thân nhẹ nhàng hạ xuống tương tự tiến vào truyền tống trận để ra ngoài, lúc đó một vài người cũng đi tới gần vội vã bước vào. Cứ như thế, truyền tống trận trong đại sảnh bạch quang chấp động không ngừng, làm cho số tu sĩ trong thời gian ngắn giảm đi, mà bất ngờ trong số đó cũng có Huyền Cốt thượng nhân từng bước đi tới. Hàn Lập trong mắt dị quang chấp động nhịn không được nhìn về phía bọn người Cực Âm lão tổ. Không ai ngờ rằng, Cực Âm lão tổ cũng hướng ánh mắt đầy hàn ý sâu sắc nhìn về phía Hàn Lập làm cho Hàn Lập trong lòng càng thêm bất an. Xem ra cực âm lão tổ tựa hồ không muốn buông tha hắn. Hàn Lập trong lòng buồn bực đứng dậy hướng phía trước đi tới. Cực âm lão tổ nhìn hành động của Hàn Lập, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, điều này làm cho tên ô sử bên người lão tổ rốt cuộc nhịn không được nhỏ giọng hỏi. Lão tổ, ngài thực sự để ý đến tên tiểu tử kia sao? Tiểu tử kia có gì không đúng với ngài sao? Ô sử trong lòng có chút kỳ quái không có gì, chính là người này có tác dụng lớn đối với ta, ta cần hắn hỗ trợ một chút. Cực âm lão tổ có chút lơ đánh không muốn nói ra sự tình cho ô sử. Điều này làm cho ô sử được cực âm lão tổ sủng ái rất nhiều, trong lòng có chút nghi hoặc. Nhưng lúc này thanh dịch cư sĩ ho khan một tiếng ung dung nói. Chúng ta cũng nên xuất phát, hiện tại trong sảnh không còn có mấy người. Cực âm nghe xong dùng mình đảo mắt lướt qua nhìn đại sảnh không còn được mấy người, mỉm cười đáp lại. Đương nhiên, nếu không đi, khi cái truyền tống trận kia biến mất thì phải một tháng sau mới xuất hiện lại. Vừa nói lời này cực âm lão tổ lập tức kéo ô sủ biến thành một đám hắc khí phiêu hốt, nhìn thấy cảnh đó thanh dịch cư sĩ và man hồ tử cũng nhẹ nhàng hạ xuống ngọc trụ của truyền tống trận. Nhưng người thiếu nữ sớm từng bước đi tới, người thiếu nữ này xem ra không muốn cùng bọn cực âm học thành một nhóm hiện đang ở trên một mảng đất đầy bụi, ánh mắt nhìn bốn phía không khỏi có chút ngạc nhiên. Bởi vì cách hàn lập không xa chỉ còn có hai nam và một nữ, những tu sĩ khác đã không còn một ai. Hai nam và Tử Linh Tiên Tử thấy sự xuất hiện của Hàn Lập gương mặt lộ vẻ vui mừng trong lòng. Thiếu nữ mỉm cười bước tới hướng Hàn Lập, vốn Hàn Lập không định truyền tống ở cùng một chỗ với thiếu nữ, điều này làm cho hắn không khỏi có chút cười khổ, một cảm giác phiền toái trong người dâng lên. Hai người kia, một là lão già mặc áo xám, một mặc toàn thân hắc bào với khuôn mặt được che lại, trên thân hắc bào nhân này bao phủ bởi hắc khí nhàn nhạt có vẻ là người tu luyện ma công trong ma đạo hai lão già đứng mỗi người một nơi trên mặt không lộ ra một chút biểu tình tử linh tiên tử hiện tại đã đi đến bên hàn lập tự nhiên đã làm cho hai người chú ý không khỏi dò xét trên người hàn lập lão già áo xám nhìn hàn lập cười với ánh mắt rất thiện ý còn hắc bào nhân kia nhìn hắn với ánh mặt lạnh như băng không có chút cảm tình hàn lập thần sắc thản nhiên nhìn lại hai người cũng không có biểu hiện gì khác thường lúc này tử linh tiên tử đã đến trước mặt hàn lập dừng lại mỉm cười nói không ngờ phiền toái cùng truyền tống một phần cũng phải nhờ hàn tiền bối chiếu cố, nếu không thì tiểu nữ lần đầu cũng không thuận tiện mà qua được. Nói xong thiếu nữ khóe môi xuất hiện thoáng qua một tia tiêu ý. Hàn lập nghe xong nhíu nhíu mày cũng không có hồi đáp thiếu nữ, ngược lại dùng khẩu khí nghi hoặc hỏi. Tử linh cô nương tu vi đã tiến vào chúc cơ hậu kỳ đây là việc vui mùng. Tuy nhiên, như thế nào mà cô lại đến nơi này thực sự là rất nguy hiểm. Những tu sĩ kết đan kỳ tại hư thiên điện cũng không nhất thiết tự bảo vệ được chính mình. Mặc dù Hàn Lập đối với hư thiên điện cũng chưa hiểu rõ lắm, hắn tự nhiên đối với việc phán đoán tình huống nguy hiểm có chút khó hiểu. Nghe câu hỏi này của Hàn Lập, tử linh tiên tử khuôn mặt thanh tú lộ ra một tia chua sót, bất đắc dĩ mở miệng nói. Tiểu nữ không nghĩ là đi tới đây, nhưng cùng các vị đạo hữu cũng chỉ muốn xem qua mà thôi, thất bại trong việc kết đan là điểm ràng buộc hiện nay. Chính là tư chất tử linh không tốt, trong tay chỉ có thể siêu tầm được một số phụ trợ đan dược ít một cách đáng thương nên đến chỗ này để trông vào vận khí, đã phải trả cái giá cao để mua Hư Thiên Tàn Đồ từ trong tay những người khác. Tiểu nữ nghe có người nói trong Hư Thiên Điện chứa một lượng lớn linh dược, nói không chừng ông trời có mắt, giúp cho Tử Linh tìm được vài loại đan dược hữu dụng đối với việc kết đan, hơn nữa ta đã quyết định chủ ý chỉ đi qua cửa đầu tiên từ bỏ ý định qua cửa thứ hai. Tử Linh thần sắc có chút ảm đạm, Hàn Lập nghe xong, hít một hơi, im lặng suy nghĩ trong đầu. Hắn lúc trước nếu không tu luyện Tam chuyển trọng nguyên công cùng đại diễn quyết và phục dụng thêm số lượng lớn đan dược làm tăng khả năng kết đan, chỉ sợ so với Tử Linh trước mặt đối với việc kết đan càng thêm vô vọng. Nghĩ vậy Hàn Lập đối với thiếu nữ này cũng có cùng cảm giác đồng tình. Hồi tưởng lại những lời nói vừa rồi, thiên lôi trúc cũng nhận từ tay nữ nhân này, hơn nữa Diệu Âm môn hàng năm đều gửi linh thạch cho dù chính họ dù số lượng không nhiều, nhưng cuối cùng đã nợ đối phương một ít nhân tình. Không lẽ không thừa cơ hội này chiếm tiện nghi hay sao? sau khi suy nghĩ như vậy thân sắc hàn lập có chút hòa hoãn dùng ánh mắt nhàn nhạt mở miệng nói một khi đã là đạo hiếu vậy hãy trông chừng lẫn nhau tuy nhiên nếu có tình huống bất chắc xảy ra những trường hợp mà ta cũng không có khả năng tự bảo vệ tứ cô nương phải đưa ra kế hoạch thoát thân thật tốt cảm ơn hàn trưởng lão về điểm này tử linh trong lòng hiểu rõ sẽ không làm hàn tiền bối phải bận tâm vừa thấy hàn lập đáp ứng thân thể tử linh toát ra một trận ôn nhu nhất thời nét mặt hàn lập đang lạnh lùng không khỏi ngẩn ngơ sau đó Hàn Lập cảm thấy có chút thất thố quay đầu đi, trên mặt thoáng đỏ, không dám nhìn lại một chút nào nữa. chương 437, Đề Hồn, thiếu nữ này tuy không tính là tuyệt sắc và hấp dẫn, nhưng vừa rồi cười cười cũng thể hiện được nét hiểu điệu thục nữ phong tình vạn trùng. Điều này làm cho Hàn Lập có chút giật mình, nếu không phải đại diễn quyết công pháp trong người không có hiển hiện một chút phản ứng nào, Hàn Lập gần như tưởng rằng đối phương dùng mỹ công đối với mình. Như vậy, hắn nghĩ đối với việc thất thố vừa rồi có chút cổ quái. Hàn Lập trong lòng thầm thì vài câu, cũng có chút không nhịn được quay đầu lại liếc mắt nhìn thiếu nữ một cái. Đối phương từ bộ dáng kiểu diếm kích động lòng người giờ đã khôi phục dáng vẻ bình thường như trước. Hàn Lập đang âm thầm nghi hoặc, bên kia lão giả áo xám lại đi tới hướng hắn. Tại hạ là thiên thai đảo cắt Lập, không biết hai vị đạo hữu xưng hô như thế nào. Lão giả khách khí ôm quyền chào hỏi Hàn Lập, Hàn Lập tạm thời gạt bỏ những nghi hoặc trong đầu qua một bên ôm quyền mỉm cười đáp lại. Tại hạ Hàn Lập, vị này là tử linh tiên tử của diệu âm môn. Nghe tên hàn lập sắc mặt lão giả vẫn như thường, nhưng sau khi nghe đến tên diệu âm môn và tử linh thì vẻ mặt lộ ra nét kinh ngạc. Giải danh diệu âm môn tử linh tiên tử cũng đã từng nghe qua, không ngờ tới hôm nay có thể diện kiến thật sự là may mắn quá. Mặc dù lão giả nói thế nhưng hiện lên trong mắt nồng đậm một tia nghi hoặc. Hiển nhiên tử linh hiện trước mặt dung nhan và danh tiếng theo lời đồn đại có hơi quá sự thật, nhưng thật ra cũng làm cho lão giả có điểm ngoài ý muốn một chút. Thiếu nữ đương nhiên nghe ra đối phương có ý khách sáo đối với mình, chỉ hé miệng cười cười cũng không nói câu nào. Bất quá, lão giả cũng không phải là người tầm thường, liền khôi phục ánh mắt như cũ cười nói với Hàn Lập. Tại hạ đợi một vài đạo hữu từ lúc truyền tống đưa chúng ta tới đây, coi như là chúng ta có duyên phận, không bằng chúng ta hợp lực thông quan cửa này. Dù sao ở cái nơi quái quỷ này cũng không hay cho lắm, nghe nói không ít tu sĩ kết đan tại nơi đây đều bị bọn quỷ cắn nuốt đến một mảnh xương để lại cũng không còn, Cát Lạp nói đến câu cuối, thân sắc không có gì nghiêm trọng, tự hồ đối với việc xảy ra ở hư thiên điện hiểu rất rõ. Hàn Lập nghe đối phương nói đến các quỷ oan linh ở nơi đây, quét ánh mắt nhìn ra phía xa xa. Chỉ thấy bên ngoài mảng đất nhỏ mà bọn họ đang đứng trong vòng 10 trượng, toàn bộ không gian bao phủ một tầng sương mù mờ mịt, trong không gian mờ mịt đó từng trận gió lạnh thổi tới đồng hành mơ hồ như có tiếng quỷ khóc u oán truyền đến, làm cho người ta nghe xong trong lòng phát lạnh. Mà đám sương mù quỷ dị ở vùng phụ cận nếu không nhờ có một tầng quang mang chắn bên ngoài không tiến được thêm phân nào, nếu không hàn lập căn bản không thể an tâm ở tại chỗ cô hồn giã quỹ này bàn đối sách cùng với đám người kia. Nhìn đến đây, hàn lập không khỏi có chút để ý nhìn về chỗ tiếp giáp. Màn sương mù này đồng dạng cũng không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì, không gian ở đây không như ở đại điện, nhưng ở nơi này hàn lập dù sao vẫn có vài phần tin tưởng hơn. Lúc này tử linh ở một bên nghe lão giả nói xong, sau một hồi suy ngẫm mở miệng nói ta cũng nghe nói, lúc đầu ở nơi đây không có hiện tượng như thế, nhưng sau đó chúng xuất hiện ngày càng nhiều và trở nên nguy hiểm, rất nhiều tu sĩ sau khi chết, bởi vì oán khí quá nặng đã hóa thân thành đám quỷ vụ làm cho nơi đây mang tử khí, cực kỳ thống hận đối với các tu sĩ xâm nhập điện như chúng ta, vừa nhìn thấy là đuổi giết đến chết cũng không tha. Sau vài lần hư thiên điện mở ra đã có ngày càng nhiều tu sĩ từ trên trời hạ xuống tiến vào nơi đây. Nhưng nghe nói lần hư thiên điện mở ra trước đây một vài nhóm tu sĩ ở tại nơi đây tự nhiên thấy xuất hiện một tên quỷ vương hiểm ác cực kỳ mạnh mẽ kết quả là toàn bộ đều bỏ mạng chỉ có duy nhất một người có thể trốn thoát quỷ vương hàn lập sờ sờ mũi lộ ra vẻ mặt có chút ngoài ý muốn mặc dù hắn không rõ tu vi cao thấp của những tên quỷ vật kia nhưng cũng đoán ra tên quỷ vương cơ hồ khẳng định tu vi của hắn ít nhất cũng đạt kết đan hậu kỳ không thì cũng phải tương đương hơn nữa không khí quỷ quái ở nơi đây làm cho việc đối phó với hắn tự nhiên rất là khó khăn Cát Lạp thấy Hàn Lập lộ vẻ trầm tư lập tức nói. Ta cũng biết gặp được quỷ vương ít có khả năng, nhưng chúng ta đi và hỗ trợ cùng với nhau. Tại hạ dù tuổi đã lớn cũng không muốn nghĩ tới bị vây hãm trong đám quỷ vụ trở thành lệ quỷ. Lão giả này nói ra một cách thẳng thắn, tử linh nghe xong cũng không có ý phản đối. Với sự thông tuệ, nàng rất rõ đối phương sở dĩ đưa ra lời đề nghị liên thủ không phải là vì nàng là tu sĩ trúc cơ kỳ mà là vì hàn lập. Bởi vậy nàng tỏ thái độ vừa rồi, chỉ đứng bên cạnh Hàn Lập không hề hé môi nói nữa lời. Hàn Lập nghe lão giả nói xong, sau đó mỉm cười. Hắn chưa có trực tiếp trả lời đối phương mà hướng về phía người áo đen nhìn thoáng qua, điềm đạm nói. Các đạo hữu đã không hỏi qua vị huynh đài kia hay chưa? Liệu hắn có sẵn lòng hợp tác một lần không? Cát Lạp vừa nghe Hàn Lập nhắc tới vị người áo đen kia, nhất thời sắc mặt hơi trù trừ một lúc, có chút miễn cưỡng, ho khan một cái nói. Vị kia là người của bên ma đạo, vừa rồi khi hắn truyền tống trận tới đây ta có đưa ra thành ý liên thủ nói với hắn nhưng người này tỏ vẻ lạnh lùng nếu không vì tình hình ở đây ta sao có thể cùng kết hợp liên thủ với hắn lão giả nói xong lời này liền tỏ vẻ phi thường tức giận hàn lập nghe xong lời ấy thần sắc như thường đối với người áo đen này sinh ra một ít hứng thú hắn xoay người hướng vị tu sĩ ma đạo này hô một tiếng chẳng biết vị đạo hữu này có hứng thú cùng mấy vị kết đan kỳ chúng ta liên thủ một lần khi đụng phải cái loại quỷ vương quỷ quái thì cũng có thể hỗ trợ lẫn nhau. Hàn lập thanh âm không lớn nhưng rất rõ ràng rót vào tai của vị tu sĩ ma đạo kia. Người này sau khi nghe xong một mặt vẫn lạnh lùng nhìn thoảng qua về phía bọn họ, có chút quay đầu, căn bản không để ý tới lời đề nghị của Hàn Lập. Hàn đạo hiếu, ta nói không sai chứ, người này cơ bản không biết tốt xấu. Ba người chúng ta đồng hành cùng đi, lão giả hướng về phía người áo đen hừ lạnh một tiếng nói, xem ra hắn đích thực hổ thẹn trong lòng với việc làm lúc trước. Hàn lập khẽ cười, còn chưa cho hắn nói hết tử linh đứng ở một bên thần sắc khẽ biến miệng ồ một tiếng. Hàn lập nghe vậy ngẩn ra đưa mắt nhìn, chỉ thấy vị áo đen kia đang cất bước hướng quỷ vụ đi đến, bộ dạng muốn một mình xông lên. Hàn lập ba người ngạc nhiên chữ người, chấm, nhưng sau đó cắt lạp mang vẻ mặt khinh thường lãnh y nói. Người này thật sự đang muốn tìm chết, tự mình dám xông vào màn quỷ vụ, đến chín phần là không qua được. Hàn lập không để ý đến lão già, hai mắt nheo lại tràn ra một tia lạnh ý, ngưng thần nhìn nhất cử nhất động của người áo đen. Hắn nghĩ đối phương làm như vậy không phải là mù quán tự tìm đường chết mà có thủ đoạn đặc thù 10 phần tin tưởng vượt qua. Hắc bào nhân đi tới vùng tiếp giáp giữa quỷ vụ và màn bạch quang, lập tức một đạo ánh sáng xanh bắn ra từ trong cánh tay áo vừa nhấc lên, rơi xuống trước người hắn. Không ngờ đó là một linh thú giống như con khỉ, tiểu hầu này thân cao không quá một thước, bộ lông quanh thân mơ hồ sáng lên tỏa ra màu xanh lục. Kỳ lạ nhất chính là, nó có cái mũi cao vô cùng lớn, gần như chiếm hết hai phần diện tích khuôn mặt, thoạt nhìn có chút yêu dị. Hàn lập nhìn xong có chút kinh ngạc nhưng vẫn không có phản ứng, nhưng lão giả bên cạnh xem ra sắc mặt đại biến, kinh hô một tiếng. Đó là đề hồn, hắn không ngờ sở hữu linh thú này, chẳng trách lại tự cao như thế. Lão giả vẻ mặt cực kỳ kinh hãi, mà tử linh thấy tiểu hầu này, trên mặt cũng hiện lên vẻ khiếp sợ. Hàn lập nhíu nhíu mày, mở miệng hỏi, đề hồn, đây là linh thú gì, tại sao ta chưa từng nghe nói qua? tử linh nghe câu hỏi mới từ khiếp sợ bình tĩnh lại vội vàng giải thích hàn lập cho đề hồn thú không phải là linh thú sinh ra từ trời đất mà nó dùng bí thuật của môn phái mà tế luyện ra đích thật nó là một loại tiến hóa giữa linh thú và yêu hồn là một loại xanh linh kỳ lạ mặc dù bình thường nó không có tác dụng gì to lớn nhưng trời sinh lại có khả năng hấp hồn đạm quỷ bất kể yêu quỷ và hồn phách lợi hại thế nào khi đối mặt với linh thú này nó chỉ cần dùng cái mũi nhẹ nhàng hút một phát vào trong bụng không đầy ba khắc sẽ bị luyện hóa, thật sự là lợi hại dị thường. Tử Linh nói tới đây, lộ vẻ mặt tràn đầy hâm mộ. Nhưng mà, Tử Linh thoáng nói xong, lại nhẹ nhàng khe khẽ thở dài một tiếng. Nhưng mà cái gì, Hàn Lập lộ vẻ quan tâm hỏi nàng. Nhưng là con thú này phải trải qua quá trình dùng phương pháp huyết tế bí ẩn để tế luyện ra, thật sự khó có thể thuận lợi thành công, người tế luyện có thể bị thương và cũng là một phương pháp tà pháp. Nghe đồn chỉ cần con thú này xuất hiện liền làm cho giới tu tiên đại loạn. Cát lạp nhìn bóng lưng của người áo đen biến mất trong màn quỷ vụ, trên mặt tràn đầy vẻ phức tạp nói. Linh thú này xuất hiện, tu tiên giới đại loạn, nghe xong lời này, hàn lập không khỏi có chút hàn ý. Cho dù con thú này không xuất hiện, thì cái loạn ở loạn tinh hải cũng không thể tránh khỏi. Các người sự nghĩ rằng tai họa thật sự đến từ con khỉ kia à. Hàn lập có chút không đồng tình nói, chương 438, quỷ vụ di hài. Mặc dù hàn lập chính là tu luyện thành tiên đạo, nhưng lại căn bản không tin một chút nào đối với thuyết thiên mệnh. Đối hắn mà nói, tu luyện thành tiên chính là thứ hắn suốt đời theo đuổi cũng chỉ là một loại thủ đoạn mà thôi. Hiện thực có tiên nhân xuất hiện tại trước mặt, hắn tuy lập tức kính sợ dị thường, nhưng làm hắn bái phục hoàn toàn phải tuân theo, phỏng chừng cũng không thể thiệt tình làm được. Tử linh tiên tử cùng Cát lập nghe hàn lập nói quá rõ ràng như thế, dùng mình lộ vẻ xấu hổ. Thật ra không chỉ một mình hàn lập nghĩ như vậy, đại bộ phận tu sĩ cũng đều nghĩ về việc đề hồn, cũng coi như một truyền thuyết hư cấu mà thôi. Có điều dưới tình huống bình thường, cũng không ai nói trực tiếp giống như Hàn Lập vậy. Dù sao đề tài có quan hệ thiên mệnh cùng thiên đạo, bọn họ luôn ý kỵ trong tâm. Lúc này, người áo đen đã mang theo đề hồn, xâm nhập vào trong quỷ vụ, hoàn toàn không thấy tung tích. Hàn Lập nhìn quỷ vụ, nhếch nhẹ khóe miệng mỉm cười một cái nói: "Chúng ta cũng đi thôi, một khi đã có người nguyện ý giúp chúng ta đi trước mở đường, chúng ta tự nhiên là không thể thiếu tôn trọng." hàn đạo hữu có ý tứ gì lão giả họ cắt phẳng phất có chút không hiểu lời này nên hỏi kỳ thật lão giả tự nhiên hiểu được ý tứ hàn lập bởi vì nếu hàn lập không đáp ứng liên thủ hắn phỏng chừng cũng phải làm như vậy chính là vừa rồi hắn đối người áo đen còn khinh thường thoáng qua hiện tại lại phải dựa vào đối phương xông qua quỷ vụ này đối diện với hai người hàn lập khuôn mặt tự nhiên có chút hổ thẹn chỉ có thể rõ ràng nhưng hàn lập mở miệng trước hàn lập nghe xong lời nói của lão giả có chút tự cười liếc mắt nhìn cũng không nói gì, đầu hướng về phía người áo đen biến mất đi đến. Tử linh tiên tử tự nhiên cũng không chần chừ đi theo sát. Ngay lập tức Cát Lạp vừa thấy cảnh này, sừng suốt hồi lâu, đành phải đỏ mặt cùng đi lên. Bụi màu trắng quỷ vụ vừa thấy có người sống đi tới, liền giống như có sinh mệnh quay cuồng đánh về phía ba người. Nếu là phàm nhân thông thường bị mấy cái bụi khí xương trắng tiếp xúc sẽ lập tức hút tinh huyết biến thành xác khô mà chết. Hồn phách trở thành một bộ phận của quỷ vụ, từ nay về sau lâm vào quỷ đạo, rốt cuộc không thể thoát thân. Nhưng ba người Hàn Lập là những người tu tiên tự nhiên sẽ không e ngại khu vực quỷ vụ này. Chỉ thấy ba người trên người hào quang lóe ra đã tạo thành phòng ngự. Cát Lạp khoát tay thả ra một cái ô hồng sắc nhỏ, chuyển động từ từ ở độ cao khoảng trượng trên đầu, tạo thành một đạo hồng quang bao lão giả trong đó. Một luồng bích quỷ vụ tiếp xúc với hồng quang này, nhất thời phát ra thanh âm xèo xèo, sau đó toát ra một làn khói xanh quỷ dị, ẩn hiện phát ra tiếng quỷ khóc sói chu khi quỷ vụ gặp hồng quang liền ở ngoài dương nhanh múa vuốt lại không hề tiếp tục đánh, phảng phất giống như có trí tuệ. Tử linh tiên tử thả ra bốn pháp khí hình viên châu to khoảng nắm tay xoay tại quanh thân kết thành một cái kết giới di động rộng khoảng một trường. Kết giới này khiết bạch trong suốt hình vuông, tất cả quỷ vụ gặp phải đều bài xích tại bên ngoài mà không thể gần sát tử linh tiên tử chút nào. Nhưng mà quỷ dị nhất là thủ đoạn phòng hộ của Hàn Lập. Bởi vì bên ngoài xung quanh Hàn Lập phát ra một tầng thanh quang nhẹ nhàng, căn bản không vận dụng pháp khí cùng pháp bảo gì mà quỷ vụ này lại gần quanh thân hàn lập thì bị vài đạo điện quang không hiểu từ đâu kích xả tan thành mây khói tan biến cảnh tượng quái dị này tự nhiên làm cắt lập cùng tử linh thiên tử kinh ngạc một hồi nhưng bọn họ cũng không có ý nghĩ chủ động đến hỏi tử linh thiên tử nghi hoặc đã thoáng nghĩ tới thiên lôi trúc nhưng trong lòng cũng không thể nào khẳng định hàn lập vẫn coi như không biết vẫn đi về phía trước đây cũng không phải hắn muốn thể hiện cái gì anh hùng mà là ở địa phương này tứ phía tất cả đều là quỷ khí đi ở phía trước cùng đi ở cuối cùng thật sự không có gì khác nhau. Còn không bằng đi ở phía trước nắm giữ một ít tình huống nguy hiểm thì tốt hơn. Cho nên điện quang này kỳ thật chính là một bộ phận kiếm khí của thanh trúc phong vân kiếm trong cơ thể trải rộng ra phòng hộ mà thôi. Cũng chỉ có thanh nguyên kiếm quyết hộ thể kiếm thuẫn thần thông mới không cần pháp bảo thả ra, liền có thể trực tiếp phụ trợ bộ phận uy lực phi kiếm. Điểm này cũng là hàn lập rất gần đây mới tham ngộ, tìm ra một loại thủ đoạn thi pháp. Mà lấy kim lôi trúc với ích tà đặc tính, tự nhiên mà nói thì ăn đứt đối với quỷ vụ. Đương nhiên Hàn Lập thực không có toàn bộ xuất đạo uy lực kim lôi trúc, cho nên mấy cái điện quang chỉ có màu trắng mà thôi nên không sợ người khác nhận ra kim lôi trúc. Nhưng hắn có thần thức cường đại vượt xa so với tu sĩ bình thường, vừa đi vào quỷ vụ liền hoàn toàn khai ra, phòng bị lệ quỷ biến hóa đánh lén mà không tự biết. Dù sao lấy đôi mắt tu sĩ bọn họ cũng nhìn không được xa được trong quỷ vụ. Chẳng qua, dấu vết người áo đen đi qua trong màn sương mù nồng đậm này phi thường rõ ràng bởi vì có một thông đạo rộng vài trường có sương mù mờ nhạt hơn rất nhiều so với chung quanh dùng mắt thường có thể phân biệt đi ra hàn lập bọn họ chỉ cần y này theo dấu này là được chẳng biết đây là công pháp của người áo đen hay là biểu hiện linh dị của đề hồn nhưng đối hàn lập mà nói đều là không sao cả hắn cũng không thích suy nghĩ đề hồn càng lợi hại đối với bọn họ đi sau mà nói tự nhiên càng có lợi hiện tại hắn vẫn mặt không chút thay đổi quan sát bốn phía chân chậm rãi bước đi tới bởi vì tất cả địa phương dưới chân đều gập ghềnh, có chút cảm giác u ơn ướt, tựa hồ có độ ẩm rất cao. Liền như vậy chẳng biết đi bao lâu rồi, dọc theo đường đi đều không có sự tình gì phát sinh. Bọn họ một hàng người bất chi bất giác đi theo người áo đen vào sâu trong quỷ vụ. Hơn nữa màu sắc quỷ vụ cũng bắt đầu thay đổi, ban đầu màu trắng dần dần biến thành màu đen. Nhưng Hàn Lập theo thời gian trôi qua sắc mặt dần dần âm trầm và bắt đầu nhăn hai hàng chân mày. Trên một tiếng vang lên, Hàn Lập bỗng nhiên dừng bước, cúi đầu nhìn xuống. Phía sau tử linh Thiên tử và lão giả nhìn thấy cũng tò mò sông tới. Hàn lập ánh mắt híp lại một chút, liền hồi phục lại bình thường, và vẫn đứng tại chỗ nhấc một chân ra. Bởi vì dưới chân chẳng qua là một đôi bạch cốt mà thôi, bên ngoài còn được bọc bởi bộ quần áo lé lé một tầng thanh quang, dường như không phải là phục sức bình thường. Tại bên cạnh còn có những mảnh nhỏ của một đoạn kiếm gãy, chất liệu trong suốt, hình dáng giống như vẫn còn linh tính xem ra đây là một vị tu sĩ không may bị hãm nơi này. Hàn lập trong mắt dị quang chấp động, nhưng lại lắc lắc đầu. Xem ra người này đã chết đi nhiều năm, mà pháp bảo tàn phiến vẫn còn linh tính, như vậy trước đây người này cũng là một tu sĩ có tu vi không thấp. Nhưng ở nơi này, ngay cả sau khi tử vong mà thi cốt cũng không có người chôn cất, thật sự là trái ngược với phong thái khi còn sống, thật sự là đáng buồn. Có thể thấy được trên con đường tu tiên một khi không cẩn thận, chính là cục diện sẽ ngàn kiếp bất phục, kết cục so với người bình thường thậm chí còn bi thảm hơn ba phần hồn phách của vị tu sĩ này hôm nay trở thành một bộ phận quỷ vụ hoặc hóa thân thành lệ quỷ rất khó bước vào luân hồi hàn lập đang cảm khái tưởng niệm hai người còn lại đang liếc mắt nhìn nhau tử linh tiên tử sắc mặt có chút trắng nhợt vừa thấy hàn lập nhìn về liền miễn cưỡng cười lão giả họ cắt vẻ mặt đã có chút cổ quái lão nhân mày nhìn chiếc áo xanh hồi lâu bỗng nhiên ngón tay bắn ra một hỏa cầu to khoảng quả trứng gà rơi xuống phía trên chiếc áo Kết quả vừa tiếp xúc đến vật này, ánh lửa liền chợt lóe, lập tức hoàn toàn bị tắt. Hừm, quả nhiên là hắn, Cát Lạp giơ tay lên thì thào, sắc mặt liền trở nên ảm đạm. Sao vậy, Cát đạo hữu biết hắn à? Hàn Lập Nhân hai hàng chân mày nhìn Bạch Cốt thản nhiên hỏi. Tử Linh Tiên tử ở một bên cũng lộ vẻ tò mò. Người này đã từng cùng với tại hạ có duyên gặp mặt là Ngọc Chân Nhân. Hắn kết đan sớm hơn nhiều so với ta, trên người có cái ích hỏa bạ hoa này đã dùng băng tầm ti trăm năm luyện thành, lửa không thể tiếp cận thân thể coi như là bảo vật có chút hít danh tiếng lần trước hư thiên điện mở ra nghe nói hắn cũng đi vào nhưng rốt cuộc không có trở về không nghĩ tới người này bị hãm nơi đây ngay cả cửa ải thứ nhất cũng không vượt qua thật sự là bất hạnh cát lạp thở dài vài tiếng nói hàn lập nghe xong im lặng hồi lâu nhưng đột nhiên hỏi một câu làm lão giả phải dùng mình ngọc chân nhân này có tu vi cùng pháp bảo uy lực như thế nào so với đạo hữu thì sao hàn lập bình tĩnh hỏi Cát lạp nghe xong, tựa hồ có chút hiểu được ý tứ hàn lập, vuốt sâu một lượt, liền khẳng định nói. Vị ngọc chân nhân này tuy cùng ta hiện tại giống nhau đều là tu vi kết đan sơ kỳ, nhưng lúc ấy nghe nói hắn sắp phá bình cảnh, sắp sửa bước vào kết đan trung kỳ, nên pháp lực so với ta cao thâm hơn rất nhiều mới đúng. Càng huống chi, hắn có thuộc tính dị linh căn phi thường hiếm thấy, lại tu luyên băng hệ công pháp, ta lại càng không bằng. Đối với pháp bảo, ta chưa thấy qua tình hình hắn đấu pháp với ai nên không có biện pháp phán đoán, chẳng qua so với ta là không kém. Lão giả một mặt nói xong, một mặt khí sắc càng tỏ ra khó coi. Nói như vậy, phụ cận phải có thứ gì đó lợi hại mới đúng. Ta vốn nghĩ thấy kỳ quái, cho dù có để hồn thú kia mở đường, làm sao dọc đường đi ngoại trừ mấy cái quỷ vụ này, cái gì giã quỷ cô hồn đều không có nhìn thấy. Người áo đen kia cũng không có khả năng thu thập hoàn toàn yêu quỷ ở phụ cận này cho chúng ta. Hàn lập vẻ mặt trịnh trọng nói, chương 439, quỷ vương 1. Tử Linh cũng nghe lời này của Hàn Lập, vẻ mặt thông tuệ có chút trắng bệch. Lão giả đang nhìn vào mấy bộ xương dưới đất, im lặng không nói, đồng thời hai mắt lóe sáng, không biết là đang suy nghĩ điều gì. Hàn Lập vẫn không quan tâm, hướng mắt nhìn ra bốn phía, miệng vẫn thản nhiên phân tích. Một khi tu vi kết đan trung kỳ cũng chết ở đây, điều này giải thích tu vi của những lệ quỷ thật sự đáng sợ, cho dù chưa đạt tới quỷ vương nhưng phỏng chừng cách cảnh giới này cũng không xa, chẳng biết tử linh cô nương cùng các đạo hữu trong lòng đã chuẩn bị gì chưa, hai vị cũng không cần mạo hiểm mà tại hạ thử một lần hàn lập thanh âm bình tĩnh nhưng hai người nghe xong lại mỗi người một thần thái khác nhau sau hồi lâu cân nhắc tử linh mới quyết định nói hàn tiền bối nếu là ta sống không thể kết đan cho dù có thành quỷ hồn nữ tử ta cũng sẽ không trở về thanh âm của thiếu nữ cực kỳ kiên định nghe qua ý tứ rất rõ ràng nhưng hàn lập nghe xong trong lòng chỉ có thể cười khổ một chút quay đầu lại nhìn lão giả cát lạp trên mặt âm trầm không dứt khoát sau một lát suy nghĩ, trong lòng có chút chán nản nói. Các ta lần này tới, thật ra chỉ muốn xem coi có thể thu thập được thọ nguyên quả mà thôi, thực cũng không có ý định muốn liều mạng, một khi hiện tại phía trước nguy hiểm lớn như thế, tại hạ sẽ quay trở về đường cũ, dù sao có chết bởi các loại pháp khí cũng tốt hơn nhiều so với rơi vào nơi quỷ quái này. Nói xong mấy câu này, lão giả lộ ra một tia hổ thẹn. Sau đó hắn hướng hai người ôm quyền, liền không hề do dự ống tay áo vung lên, theo đường cụ biến mất giữa màn sương mù. Hàn Lập đứng tại chỗ mặt không chút thay đổi nhìn hướng lão giả biến mất, nửa ngày không nói một câu. Tử Linh mặt lộ vẻ thất vọng, thiếu một vị kết đan tu sĩ đồng hành ở nơi quỷ vụ này, sự nguy hiểm liền tăng thêm. Hàn trưởng lão, chúng ta có phải nên đi chứ? Thiếu nữ nhìn nhìn bốn phía, khuôn mặt ảm đảm nhìn đám xương mù dày đặc hướng Hàn Lập mỉm cười nói. Mặc dù thiếu nữ vừa rồi cực kỳ kiên quyết, nhưng trên thực tế đối với việc chọn lựa đi hay không sợ rằng chính mình cũng không rõ, cho nên lúc này cũng có vài phần do dự. Hàn Lập bình thản ừm một tiếng, cúi đầu nhìn đám hài cốt. Đột nhiên một tay hắn chộp ra, kiện ích hỏa bảo y soạt một tiếng bay đến trong tay, mặt không đổi sắc thu vào trong túi chữ vật. Tử Linh thấy hành động này, lộ vẻ giật mình, mở miệng định nói cái gì đó, nhưng nghĩ lại cũng không có mở miệng. Mà hành động tiếp theo của Hàn Lập, làm cho nữ tử này có chút ngoài ý muốn. Chỉ thấy ngón tay của Hàn Lập bắn ra một đạo kiếm quang màu xanh, đánh ra tạo thành một cái hố lớn cách đó khoảng 10 trường. Sau đó Hàn Lập vung nhẹ ống tay áo một cái, đem tất cả hài cốt vùi vào cái hố. Thấy cảnh này, tử linh thần sắc cực kỳ cổ quái. Có phải thấy cách làm của ta có chút kỳ quái? Hàn Lập bỗng nhiên quay đầu hướng về phía nữ tử bình thản nói. Cũng có một chút, tử linh ngập ngừng một chút, thật tình nói. Hàn Lập nghe vậy cười khẽ. Lý do là ta thấy những người này cũng là những người tu đạo, chính mình cũng không biết ngày nào biến thành xương cốt giống như bọn họ. Một khi đã gặp thuận tay giúp họ mai táng một chút, hy vọng chẳng may sau này gặp bất chắc, cũng có đồng đạo mai táng cho mình. Cho nên tự nhiên thu lấy áo bào của họ vì người chết cũng không dùng được, chôn đi thì rất đáng tiếc, không lẽ ta lấy xương cốt bọn họ mà làm thù lao hay sao? Hàn lập chậm rãi ung dung nói, tử linh nghe xong lời này, sắc mặt dần dần trở lại bình thường, có chút trầm ngâm. Lúc này, hàn lập từng bước hướng về phía trước đi đến. Tử linh thấy vậy, nhìn lại nấm mồ vừa mới tạo nên, khẽ thở dài cũng chậm chậm bước theo. Tử linh đạo hiếu, Người có bao nhiêu hiểu biết đối với hư thiên điện, liệu có chút tin tức nào về nó hay không? Bởi vì hiện tại cùng nhau đồng hành, Hàn Lập rõ ràng có chút mong chờ vào đối phương, cùng thiếu nữ sánh vai mà đi, cảm giác xuất hiện cũng hơi thỏa mãn. Tử Linh nhìn gương mặt bình thản của Hàn Lập, trong lòng cảm thấy phức tạp. Chỉ là đối phương là tu sĩ kết đan sơ kỳ, tại địa phương nguy hiểm như vậy còn có thể biểu hiện vẻ bình tĩnh, thật là ngoài dự kiến của nàng. Nhưng điều này cũng làm thiếu nữ cảm thấy an tâm rất nhiều, Chứng tỏ đối phương đã có kinh nghiệm đối phó. Hiện tại nghe Hàn Lập hỏi, liền tỏ ra nhu thuận trả lời. Thời gian tồn tại của Hư Thiên Điện tại Loạn Tinh Hải không thể nào biết được, chỉ biết là cứ mỗi 300 năm nó sẽ từ trên trời hạ xuống một nơi bất kỳ ở Loạn Tinh Hải, hơn nữa không có bất cứ ai điều khiển. Tại đó có rất nhiều bảo vật lẫn linh dược, bảo vật thượng cổ, công pháp đều có thể tìm được ở nơi đó. Bởi không biết nguyên nhân vì sao mà một nhóm tu sĩ cổ xưa lại kiến tạo ra mật điện này, cho nên mỗi lần mở ra phần lớn tu sĩ có tu vi cao đều tìm đến để tầm bảo. nhưng trong hư thiên điện bao gồm nhiều tầng cơ quan trận pháp, càng tới gần trung tâm chúng càng mạnh mẽ và cũng càng nguy hiểm hơn. nghe nói ở giữa nội điện hư thiện điện này mới có bảo vật thực sự. chẳng qua muốn tới được nội điện, trước mắt phải có khả năng vượt qua được ba cửa ải khó khăn, nếu không thì chỉ là nằm mơ giữa ban ngày. mà khả năng bình yên thông qua ba nơi đó không có việc gì, trừ những tu sĩ nguyên anh kỳ thì chỉ có một bộ phận nhỏ tu sĩ có vận khí tốt mới có thể đi qua mà thôi do đó đối với những tu sĩ bình thường mà nói nội điện càng trở nên thần bí tử linh ở bên cạnh dùng thanh âm ngọt ngào nhẹ nhàng định thu hút chú ý của hàn lập nhưng thiếu nữ có chút thất vọng hàn lập thủy chung thần sắc vẫn không đổi làm nữ tử đối với hắn hơi có chút cảm giác cao thâm khó lường bảo vật trong hư thiên điện trước đây mở ra nhiều lần như vậy như thế nào lại không có hết sao hàn lập cẩn thận hỏi điều này ta thật không rõ tuy nhiên việc hư thiên điện mở ra thời gian cũng có giới hạn hơn nữa mỗi một bảo vật đều ẩn chứa nhiều bí mật, đoạt được một món không hề đơn giản tí nào. Nghe nói, một vài tu sĩ có khả năng tìm được một hay hai kiện bảo vật đã là may mắn lắm rồi, mà đa số thường thường chỉ có thể lấy được một ít dược vật phổ thông thì cũng coi như trở về tay không, điều này phải dựa vào vận mệnh của mỗi người. Bảo vật trong điện sớm đã bị các tu sĩ Nguyên Anh kỳ thu gom gần hết. Thiếu nữ có chút không khẳng định nói, hàn lập thần sắc vừa động gật gật đầu, không hề nói gì, mà bước chân trở nên nhanh hơn. Kế tiếp, hai người theo dấu vết người áo đen lưu lại ước chừng thời gian khoảng một bữa cơm vẫn chưa có gì phát sinh ngoài ý muốn điều này làm cho tử linh an tâm một ít có lẽ những lệ quỷ kia không có chặn đường nơi đây điều này làm cho nữ tử hy vọng càng tăng nhưng ý niệm trong đầu này mới từ trong lòng tử linh xuất ra hàn lập vừa nhíu mày bước chân ngừng lại làm sao vậy tử linh bỗng nhiên cả kinh cũng đình chỉ thân hình có chút bất an hỏi sau đó dùng thần thức dò xét vùng phụ cận một phen nhưng vẫn không thu được tin tức gì Người áo đen kia hiện tại đang ở một chỗ tranh đấu kịch liệt cùng yêu quỷ Hàn Lập trong mắt dị quang chấp động, thanh âm lạnh lùng nói. Chúng ta làm sao bây giờ? Hỗ trợ, hay là nhân cơ hội loại bỏ luôn? Tử Linh trần chờ có chút chủ trừ. Hàn Lập liếc mắt nhìn nữ nhân này, biết đối phương trong lòng hơn phân nửa có khuynh hướng muốn nhân cơ hội thoát thân. Cách làm cũng không thể nói là sai. Nếu là trong này không có xuất hiện quỷ vụ, Hàn Lập lập tức cũng có ý nghĩ như vậy. Nhưng hôm nay thì, Hàn Lập lắc lắc đầu, khẽ thở dài một tiếng, đi nhanh về phía trước. Tử Linh thấy vậy, trên mặt có chút lưỡng lự, nhưng sau đó liền nhẹ nhàng rời gót ngọc theo sát. Sau khi đuổi đến gần 10 trượng, liền nghe văng vẳng tiếng âm thanh pháp thuật bùng nổ, còn như có thêm thanh âm ai oán kêu gào. Thanh âm này nghe như của một phụ nữ, trầm thấp, như đứt như liền, làm cho người nghe xong tâm trí không tự chủ phiền não vô cùng. Thiếu nữ chỉ nghe một chút cảm thấy tinh thần rung chuyển, làm cho tư tưởng khao khát dục vọng mãnh liệt. Điều này làm cho tử linh trong lòng cả kinh, vội vàng vận dụng tâm pháp áp chế tinh thần củng cố một chút chỉ dám lau chút mồ hôi mới dám nhìn lại lúc này thiếu nữ đã sớm không nhìn thấy bóng dáng hàn lập tử linh do dự nhưng sau đó cắn răng vẻ mặt trịnh trọng chậm rãi hướng phía trước đi tới kết quả sau khi đi qua một đoạn ngắn liền nhìn thấy được một cảnh ngoài ý muốn hàn lập hai tay giơ lên thân ảnh ngưng trọng đứng một chỗ điều này làm cho nữ tử trong lòng đang vui vẻ vội vàng đi tới nhưng không đợi cho thiếu nữ đến gần hàn lập bỗng nhiên bên tai tiếng quỷ khóc đột một phát ra, làm cho đầu nữ tử hoa mắt choáng váng tay chân không khỏi cua loạn một trận, căn bản không thể kiềm chế. Thiếu nữ sắc mặt hiện lên vẻ kinh hãi mặt không có chút máu. chương 440, Quỷ Vương 2, câu hồn quỷ âm, tử linh tiên tử trong đầu gần như không cần suy nghĩ, liền xuất ra tâm lãnh quỷ công. Công pháp này chính là cao giai quỷ dị pháp thuật, khi thi triển ra đối với địch nhân có tu vi thấp hơn sẽ làm cho đối thủ bị nghịch chuyển máu huyết, nhảy múa, gào thét điên cuồng không ngừng cho đến chết. Thật sự mà nói công pháp này cực kỳ bá đạo, tâm trí của nàng khi nghe thấy tiếng gào thét kịch liệt của đối thủ tự nhiên cảm thấy hối hận không kịp. Khi thấy mình sắp không thể tự chủ, từng bước tiến về phía tiếng nhảy múa, gào thét điên cuồng, tử linh tiên tử trở nên kinh hãi cực độ. Ngay vào lúc này một âm thanh lạ vang lên trong đầu của nàng. Âm thanh này không lớn nhưng giống như sầm sét chấn động vào tâm trí của nàng làm nàng không tự kiềm chế được, hai chân mềm nhũn và ngã quỵ xuống. Nhưng sau đó thấy mình tự khôi phục lại việc thống chế chính bản thân, điều này làm cho Tử Linh Tiên tử rất đỗi vui mừng và không khỏi cảm kích liếc nhìn về phía trước, bởi vì cô ta nghe được âm thanh đó rõ ràng là của Hàn Lập. Tử Linh đạo hữu, với tu vi của cô, cô cần phải cẩn thận bảo vệ tinh thần cho tốt nếu không sẽ bị quỷ âm thừa dịp phá hủy tinh thần. Giọng nói của Hàn Lập lúc này vang lên bên tai của Tử Linh Tiên tử. Lúc này khuôn mặt của Tử Linh Tiên tử chợt ửng đỏ một chút, thấp giọng ưm, đi tới hướng Hàn Lập. Khi tới phía sau lưng Hàn Lập, cô ta phát hiện ra một việc ngoài ý muốn, Hàn Lập đang đứng yên bất động nhìn về phía trước. Hướng theo ánh mắt của Hàn Lập, tử linh tiên tử không khỏi giật mình căng thẳng. Chỉ thấy cách đó không xa chỗ trung tâm của lớp quỷ vụ, một màu đen xương mù dày đặc đang quay cuồng, thỉnh thoảng lại có hai luồng sáng màu xanh, hồng phát ra, thỉnh thoảng đan xen vào nhau cùng với tiếng trầm thấp của quỷ âm vừa rồi tấn công nàng. Ở trong đó một người áo đen đang huy động một thanh thủy màu đỏ quái dị, phun ra vô số viên hỏa cầu màu lam cùng với quỷ ảnh màu đen xoay quanh liên tục. Quỷ ảnh đó có một tầng hộ khí xung quanh, liên tục xuất ra một viên lục châu lớn bằng ngón tay cái phun ra huyền âm hàn khí đen kịt, vây khốn người áo đen ở bên trong và chiếm được thế thượng phong. Mà lúc này đề hồn thú có thể hấp hồn đạm quỷ lại bị hai con quái vật hình người được bao phủ bởi một lớp lông dài màu xanh bao quanh, lúc này đang gằng co với nhau không phân cao thấp. Hai quái vật này ngoại trừ cái sừng trên đầu, trong tay đang nắm một thanh bạch cốt đoản xoa, còn lại toàn bộ thân thể đều bao phủ bởi một lớp lông xanh cương thi độc nhất vô nhị. Lúc này hai tên đó cầm hai bạch cốt đoạn xoa phun ra ngọn lửa màu xanh liên tục công kích đề hồn thú. Đề hồn thú phun ra một lớp xương mù màu vàng mờ ảo, mặc cho quỷ hỏa công kích mãnh liệt như thế nào đi chăng nữa thì nó vẫn đủ sức hấp thu hết vào trong trong bụng. Nhìn vào lúc này thì đề hồn thú ngược lại đại chiếm thượng phong. Bởi vì lúc này hai quái vật lông xanh sử dụng đoạn cốt xoa phun ra quỷ hỏa tấn công, căn bản không dám tiến gần sát đề hồn thú một trường dường như chúng rất kiêng kỵ đối với màu vàng sáng mờ này cứ như vậy để hồn thú bị hai con quái vật giữ lấy vì vậy nó không thể nào bước ra để hỗ trợ cho người áo đen quỷ dạ xoa vừa thấy hai quái vật lông xanh này tử linh ít một hơi dài kêu lên thế nào mà tử linh đạo hữu biết được hai quái vật này hàn lập nghe xong trong lòng chấn động nhưng cũng không quay đầu lại hỏi đúng vậy tuy là lần đầu tiên nhìn thấy nhưng trong một quyển sách cổ có nói đến một loại quái vật hình dạng giống như vậy đây là một loại cương thi hiếm thấy ngoài ra có một số loại vào ban ngày cũng có thể hoạt động được và đi ngao du khắp thiên hạ khó trách chúng cũng không có sợ đề hồn thú mà còn dám chống cự lại bởi vì chúng nó có thân thể chỉ cần giữ khoảng cách không quá gần thì không bị đề hồn thú hấp thụ linh hồn được bởi vì năng lực của đề hồn thú này xem ra còn yếu nên hấp hồn quang bên ngoài không đủ mạnh để thể hiện hết khả năng của mình tử linh tiên tử từng bước tiến lên nói cho hàn lập biết hàn lập nghe xong trên mặt không có gì dị thường nhưng trong lòng lại thở dài một tiếng. Nữ tu này tu vi không cao, nhưng kiến thức thật là phong phú, quả thực một tán tu như hắn không thể so sánh được. Mặc dù trước kia tại Hoàng Phong Cốc, Hàn Lập lập có xem qua không ít điển tịch, nhưng lúc ấy tu vi thấp, vì vậy một số bí tịch có giá trị và bí ẩn hắn không có tư cách xem qua. Cho nên sau này đến Loạn Tinh Hải, hắn đã mua và xem qua không ít điển tịch, nhưng không được hiệu chỉnh và sắp xếp lại có hệ thống như các môn phái nên vẫn còn thiếu sót nhiều bình thường còn có thể chấp nhận được, nhưng gặp những việc thần kỳ, kỳ lạ và bí ẩn thì lại không đủ để kiến thức để lý giải. Xem ra có lẽ khi quay về diệu âm môn, cần phải dành thời gian nghiên cứu lại hệ thống bí tịch mới được. Dù sao họ cũng không cự tuyệt việc này, bởi vì hiện tại bản thân mình đã là trưởng lão của diệu âm môn rồi. Trong lúc Hàn Lập đang suy nghĩ thì tại đương trường đã xảy ra biến cố. Viêm hỏa cầu màu lam của phi chùy màu hồng cuối cùng đã bị quỷ ảnh màu đen của Lục Châu hoàn toàn bao phủ, che lấp. Mắt thấy màu lam của ngọn lửa của viêm hỏa cầu sắp bị dập tắt, điều này làm cho người áo đen vừa sợ vừa giận, phải biết rằng vì tìm kiếm bảo vật, lần này hắn đã chuẩn bị rất tốt. Nghĩ rằng bằng vào uy lực đề hồn thú, tối thiểu cũng phải qua được cửa thứ nhất của quỷ oan chi địa nên từ đầu hắn đã từ chối lời mời của Hàn Lập. Không nghĩ tới gặp phải cảnh này với sự cao thâm của ác quỷ, lại biết cách phá hỏng hết tính toán của hắn. Thưa dịp hắn trong lúc tập trung toàn lực để tấn công thì lại tách hắn ra khỏi đề hồn thú làm cho của thực lực hắn bị suy yếu hẳn đi. Điều đáng tiếc nhất ở đây là hắn đã mất rất nhiều tâm trí và thời gian để luyện chế để hồn thú cùng với một ít dị thuật nhưng khi đối địch lại chẳng có thứ gì thần thông xuất sắc mà chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn ma hỏa chùy ngày càng nhỏ và uy lực từ từ yếu đi. Ngay khi biết mình rơi vào tình trạng nguy hiểm, người áo đen vô cùng lo sợ và kinh hãi. Lúc này Hàn Lập lập chạy gần tới nơi, khi người áo đen phát hiện ra cảm thấy mình còn có cơ hội sống sót trong lòng liền mừng rỡ nhưng thấy hàn lập đến mà không ra tay hỗ trợ hắn liền tức giận không thôi bởi vì hàn lập thấy hắn bị nguy hiểm như vậy mà không chịu tới giúp đỡ ngược lại còn đứng xa xa lạnh lùng mà nhìn hắn cùng ác quỷ đánh nhau điều này làm cho người áo đen tức giận nghiến răng ken kết đối với hàn lập sau đó thì tử linh tiên tử vừa lúc cũng chạy tới nhìn thấy người áo đen đau khổ dẫy ruộa tử linh tiên tử cũng có chút kinh ngạc không hiểu sao hàn lập vì sao còn không chịu ra tay giúp đỡ chẳng lẽ vì người áo đen lúc trước có thái độ coi thường hắn nên giờ cố ý đứng nhìn thấy chết sao nhưng sau đó tiên tử thấy hàn lập không giống loại người như thế trong lòng liền hồ nghi hơn nữa hàn lập vừa mới ra tay cứu mạng mình nên tiên tử không dám nói thẳng lòng hồ nghi với hàn lập đành phải im lặng đứng đó nhìn người áo đen khổ cực đánh nhau tên quỷ ảnh kia nhưng vào giờ phút này người áo đen thật sự không thể duy trì thêm nữa phi trùy của hắn đã bị luồng âm khí của lục châu bắn ra bao vây toàn bộ làm cho hỏa diễm từ từ mất đi ở không trung lúc này quỷ ảnh bỗng rít lên một tiếng sắc bén bỗng hóa thành một đạo ô quang nhắm thẳng ngực của người áo đen phóng tới bởi vì quần áo che kính hết diện mạo nên không thể nhìn thấy thần sắc của vị tu ma kia biến hóa như thế nào nhưng hắn vẫn đứng bất động tại chỗ dường như đang nhắm mắt chờ chết lúc này bên ngoài người áo đen phóng ra một tầng phòng hộ pháp thuật nhưng so với ác quỷ có vẻ yếu hơn lại không có pháp bảo bảo vệ phía trước chỉ sợ dưới một trào loại tầng phòng hộ này chắc chắn sẽ bị phá vỡ và hắn cũng sẽ chết ngay tại chỗ mà phi trùy của hắn cũng bị vây chặt và hắn cũng không còn pháp bảo nào khác để phóng xuất ra tiếp nữa chỉ còn bó tay chờ chết mà thôi vào lúc bị nguy cơ này hàn lập vẫn lặng thinh đứng nhìn liền đột ngột ra tay mà không hề có dấu hiệu nào báo trước chỉ thấy hắn khoát tay bốn năm đạo kiếm khí màu xanh bay nhanh đánh tới các vị trí yếu hại của bóng đen nếu bóng đen mặc kệ không để ý đến mà vẫn tấn công người áo đen, mặc dù có thể giết chết người áo đen nhưng chính hắn cũng bị các đạo phi kiếm chém nát. Bóng đen tự nhiên sẽ không làm loại chuyện thua thiệt này. Lúc này thân hình thoáng thụt lui lại về chỗ cũ, tiếp theo chừng mắt bắn ra bốn đạo lục quang thẳng về hướng hàn lập lập, không có chút tâm tình dao động nào. Gặp loại tình huống này, hàn lập trong mắt dị quang chấp động, bàn tay vừa lật, một túi linh thú tinh xảo xuất hiện trong tay, nhưng hắn không có xuất ra đồ vật trong túi linh thú mà ngược lại năm ngón tay xuất ra 10 đạo thanh quang bắn thẳng về phía hai quái vật lông xanh. Hai quái vật kia cũng rất cơ trí, ngay khi thấy Hàn Lập xuất tay phóng ra các tia thanh quang đánh lén, hai quái vật liền thối lui một chút và hóa thành hai làn khói màu xanh biến mất không thấy tông tích. Nhưng một lát sau, hai tên quái vật lông xanh lại xuất hiện hai bên sườn của Hắc Ảnh, hướng về phía Hàn Lập nhe răng há miệng hung ác, lộ ra cái miệng đầy răng nhọn hoắt màu vàng, Lúc này người áo đen thừa dịp quỷ ảnh chuyển sự chú ý qua Hàn Lập liền tập trung toàn bộ pháp lực thu hồi phi trùy về, trong lòng mừng rỡ, đồng thời hóa thành một đạo hồng quang vào tới hướng Hàn Lập. Nhưng lúc này, Hàn Lập lại đột nhiên biến đổi sắc mặt hét lớn một tiếng. Cẩn thận, còn có quỷ vật khác, nghe xong lời này, người áo đen liền dùng mình, nhưng lúc này một cái bóng hình người màu xám dường như vô hình, nương theo sương mù bay vụt tới từ phía sau chặn trước mặt người áo đen. Người áo đen căn bản tránh né không kịp, sự kinh hãi tràn ngập trong mắt hắn. Chương 441, Quỷ Vương 3. Mắt thấy cái bóng màu xám sắt xuyên thủng Hắc Y Nhân, đột nhiên một quầng sáng trắng lóe lên giữa hai người, tiếp theo bóng xám hú lên một tiếng quái dị, lùi lại phía sau, dường như rất sợ hãi. Vẻ mặt Hắc Y Nhân vừa nhặt được tiểu mệnh về có chút ngẩn ngơ, sau đó trở nên kinh ngạc cùng vui sướng. Hắn không suy nghĩ gì thêm liền lập tức phi độn ra xa, hồng quang chợt lóe, thân hình đã ở bên cạnh Hàn Lập. Hàn Lập có điểm kinh ngạc nhìn qua Hắc Y Nhân, hắn thấy rất rõ ràng, vừa rồi tựa hồ có thứ gì đó giống như một con cự điểu lóe lên trong đạo bạch quang, chính thứ ấy đã làm cho bóng xám kinh sợ thối lui. Hàn Lập đối với thứ này nổi lên lòng hiếu kỳ, nhưng Hắc Y Nhân lại khó chịu nhìn Hàn Lập, hắn vừa mới thoát chết nên vẫn còn sợ hãi không thôi, trong lòng rất hối hận vì không nghe lời người khác, mạo hiểm đến hư thiên địa. Chẳng qua tưởng tượng đến đạo bạch quang vừa cứu mạng mình, hắn tựa hồ nhớ tới cái gì đó, liền vội vàng sờ vào trong áo từ trong hắc bảo lấy ra một cái gương đồng cũ kỹ. Hàn lập kỳ quái liếc mắt nhìn sang, gương này hình thù kỳ lạ, tỏa ra linh khí, chẳng lẽ lại là cổ bảo. Trong khi hàn lập đang ngầm cân nhắc thì soảng một tiếng vỡ vụn vang lên. Mặt gương đột nhiên nứt ra thành bảy, tám phần, khiến cho linh khí ẩn chứa trong nó liền biến mất vô ảnh vô tung, xem ra đã thành vật bỏ đi. Hắc y nhân thấy vậy, trong mắt tràn đầy vẻ tiếc nuối. Hắn hít vào một hơi, có chút không nỡ, cất cái kính đồng hỏng đi. Sau đó ngẩng đầu, vừa lúc nhìn thấy ánh mắt của Hàn Lập, không khỏi nhớ tới việc cố ý không giúp đỡ lúc trước, nhất thời tức giận hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi. Nhìn thấy hành động này của Hắc Y Nhân, Hàn Lập liền dùng mình. Nhưng sau đó giống như phát hiện ra điều gì đó liền bật cười không thèm chấp rồi nhìn về quỷ vật đối diện. Tử Linh Tiên Tử nhìn nhìn thân hình của Hắc Y Nhân, đồng dạng cũng lộ ra ánh mắt đăm chiêu. Lúc này đề hồn thú đã sớm chạy tới, tự động leo lên đầu vai của Hắc Y Nhân, ngồi ngay ngắn bất động có vẻ cực kỳ ngoan ngoãn. Mà ở bên cạnh quỷ ảnh màu đen phía đối diện, cái bóng màu xám kia như có như không xuất hiện, sau đó phốc phốc vài tiếng vang lên, từ bốn phía trong sương mù xuất hiện khoảng 7, 8 con yêu quỷ hình dạng giống nhau. Mấy cái quỷ vật này Hàn Lập chỉ liếc mắt liền nhận ra bọn chúng chính là một loại quỷ hiếm có gọi là Vĩ Ngô. Bình thường nếu ở thế gian xuất hiện một con sẽ gây ra một trận chấn động, không nghĩ tới ở đây lại xuất hiện cả một đám, điều này làm cho thần sắc của Hàn Lập trở nên âm trầm. Mấy con ác quỷ này trên đầu có sừng, 10 ngón tay sắc nhọn, tuy còn xa mới lợi hại bằng hai cái quỷ ảnh kia, nhưng cũng không kém gì so với tu sĩ trúc cơ hậu kỳ. Lúc này tất cả chúng nó lạnh lùng đứng xung quanh, bao vây ba người Hàn Lập vào giữa. Thấy vậy, Hàn Lập biết là không thể tránh được một hồi chiến đấu ác liệt nên không hề khách khí mở miệng phân phó. Hai người các người đối phó với vĩ ngô quỷ, ta đối phó với hai quỷ ảnh kia, giúp ta kéo dài thêm thời gian một chút. Thanh âm của Hàn Lập trầm thấp mà uy nghiêm, Hắc y nhân tuy rất bất mãn với hắn nhưng vừa nghe xong cũng biết sự tình nghiêm trọng, đành phải cắn răng thuận theo mệnh lệnh. Dù sao hắn cũng tự nhận rằng mình không thể thắng được hai quỷ ảnh kia. Đối phương chủ động đấu với chúng chính là việc hắn cầu còn không được. Vừa mới nói xong, hung quang trong mắt của mấy tên vĩ ngô quỷ trợt lóe. Hàn lập vừa thấy, không kịp suy nghĩ trước tiên là mở túi linh thú ra. Phệ kim trùng biến thành một mảng lớn màu vàng nhạt, xuất hiện tại không trung. Lúc này yêu quỷ bốn phía giống như nhận được mệnh lệnh, đồng thời hung hăng đánh tới ba người bọn họ, miệng phun ra quỷ hỏa màu đen kịt. Hắc Y Nhân cùng Tử Linh Tiên Tử cũng không chậm trễ, xuất ra pháp bảo cùng pháp khí ngăn cản chúng nó lại. Mà Đề Hồn Thú lại càng lợi hại, hào quang trong mũi bay ra, trực tiếp đem một con yêu quỷ gần nó nhất hút vào trong bụng. Chẳng qua Đề Hồn Thú cũng chỉ có thể làm được đến mức này bởi vì hai con quỷ giả dạ xoa tiếp tục múa cốt xoa trong tay, dây dưa với nó không dứt. Hàn lập căn bản không để ý tới mấy con vĩ ngô quỷ kia mà trực tiếp hóa thành một đạo hào quang, hướng hai quỷ ảnh phía xa xa vọt đến. Đàn phệ kim trùng ông ông rung động theo sát phía sau. Quỷ ảnh vừa thấy hàn lập chủ động đi tới, lục quang trong mắt con màu đen chợt lóe, miệng hé ra, lại phun ra viên châu màu xanh lấp lánh, đánh về phía đạo hào quang. Còn thân hình con màu xám lóe lên vài cái liền biến mất tại chỗ. Hàn lập cau mày, sắc mặt không thay đổi, chưa đến gần được đối phương, nửa đường đã phải dừng lại ngón tay bắn ra hai thanh thanh trúc phong vân kiếm biến thành hai đạo ánh sáng màu xanh quấn vào nhau vụt tới đồng thời thanh âm ông ông của đoàn vệ kim trùng lại vang lên dưới sự điều khiển bằng thần thức của hắn liền tản ra sau đó bay lơ lửng xung quanh hắn tùy ý di chuyển âm một tiếng hai đạo ánh sáng màu xanh va chạm với viên châu quỷ châu nhanh chóng phun ra rất nhiều huyền âm hàn khí trong nháy mắt đem hai thanh phi kiếm bao vây chặt chẽ lại bên trong hàn quang trong mắt hàn lập trượt lóe hai tay liền bắt pháp quyết Nhất thời hai khẩu phi kiếm trướng to thêm mấy lần, biến thành hai con thanh dao dài hơn vài trượng, lắc đầu vẫy đuôi cắn loạn một trận, liền phá vây thoát ra đám âm khí màu đen kia, rồi quay đầu hung hăng đánh vào quỷ châu màu xanh. Nhìn thấy tình hình này, ánh mắt của quỷ ảnh đối diện vốn lạnh như băng, lộ ra một tia ngoài ý muốn. Phải biết rằng, viên quỷ châu màu xanh tuy chỉ là hộ thân pháp bảo cực kỳ bình thường của một tu sĩ đã chết nhưng sau khi yêu quỷ nhặt được, trải qua hơn trăm năm được huyền âm quỷ khí bồi luyện, đã luyện chế đến mức cực kỳ thần diệu, phún xạ ra huyền âm ma khí có đặc tính thương tổn linh tính của pháp bảo, chỉ cần một tia quấn quanh cũng sẽ bị vây khốn trong đó, không thể thoát thân. Nhưng hai thanh phi kiếm này của Hàn Lập chẳng biết vì sao lại không sợ huyền âm ma khí, hóa thành thanh dao cắn xé một trận đã phá tan gần hết, căn bản không thể đến gần bản thân pháp bảo. Điều này làm cho quỷ ảnh có linh trí này không thể không trở nên kiêng kỵ. Phải biết rằng trong mấy trăm năm qua hắn vẫn chưa gặp qua loại tình hình như thế. Vì thế sau khi do dự một chút, quỷ trảo bỗng nhiên nhấc lên, điểm điểm một chút về phía viên châu màu xanh. Hào quang trên quỷ châu phát sáng, nó lui về sau vài trượng, xoay tròn quanh không chung vài vòng, bỗng nhiên lấp lóe một trận biến thành một con yêu hổ màu đen. Con hổ này cao lớn vô cùng, hai mắt như chuông, há mồm rít gào phun ra lân hỏa màu xanh biếc, cực kỳ uy mãnh. Nhưng khiến cho người khác kinh ngạc chính là cự hổ này không giống như hư ảnh thanh giao do phi kiếm của Hàn Lập hóa ra, mà giống như thực thể chân chính, bộ dáng cực kỳ lợi hại. Khí linh hàn lập sau khi kinh hãi một chút hai mắt không khỏi nhíu nhíu lại cái gọi là khí linh chính là mỗi kiện pháp bảo từ khi luyện chế thành đều có một cơ hội đem nguyên thần tinh phách của yêu thú quỷ quái phong ấn vào trong khi đối địch thì điều khiển tinh phách cùng pháp bảo đó hóa thành bộ dáng của khí linh khi còn sống khiến cho uy lực pháp bảo tăng lên rất nhiều ngoài ra nó còn có thêm thần thông của yêu thú có thể nói là một con đường tắt gia tăng rất nhanh uy lực pháp bảo nhưng chẳng biết vì sao kể cả pháp bảo phong ấn thành công hay không từ lúc luyện chế ra đến khi hủy diệt chỉ có thể phong ấn khí linh một lần. Nếu không thành công sẽ không có cơ hội lần thứ hai. Bởi vì khi tiếp tục phong ấn, Pháp bảo sẽ không tiếp nhận nguyên thần tinh phách nào nữa. Điều này làm cho hầu hết các tu sĩ đối với việc này cực kỳ thận trọng, bình thường nếu không cần phải vội vã gia tăng uy lực của Pháp bảo thì khi nào tìm được mục tiêu thích hợp cùng cảm thấy nắm chắc mới cử hành nghi thức phong ấn. Lúc trước tại huyết sắc cấm địa, Nam Cung Uyển lấy nguyên thần của Mạc Giao, phỏng chừng chính là muốn dùng để phong ấn khí linh dù mặc dao vẫn còn nhỏ nhưng rút cuộc vẫn thuộc loại dao long cực kỳ hiếm thấy cho nên nam cung huyền thu được đến vật ấy thì cực kỳ hưng phấn mà hàn lập cho dù tại loạn tinh hải giết rất nhiều yêu thú nhưng vẫn chưa thấy một con linh dao nào điều này khiến cho hắn vẫn luôn muốn dùng dao long làm khí linh buồn bực rất lâu tuy vậy tỷ lệ thành công của việc phong ấn khí linh thật sự không thể khống chế cơ hồ không có quy luật nhưng có một điểm có thể khẳng định chính là phong ấn khí linh có nguyên thần càng mạnh thì tỷ lệ thành công càng thấp mà khí linh thực lực quá yếu đối với việc gia tăng uy lực pháp bảo sẽ không làm cho người ta hài lòng. Cho nên phần lớn pháp bảo của tu sĩ đều không có khí linh. Bởi vì bọn họ không phải không tìm được mục tiêu vừa lòng mà là phong ấn khí linh cường đại tất cả đều thất bại. Bởi vậy Hàn Lập vừa thấy Quỷ Châu có khí linh, không khỏi lắp bắp kinh hãi. Nhưng sau đó Hàn Lập lập tức chấn định, liếm liếm đôi môi đã có chút khô khốc, chỉ tay một cái, hai thanh thanh trúc phong vân kiếm lại hóa thành hai con thanh dao, bay thẳng đến cắn xe yêu hổ. Phi kiếm của hắn không có khí linh gì cả, đơn giản chỉ là pháp bảo hóa hình ra mà thôi, có hình dạng nhưng không có thần thông chân chính của giao long. Chẳng qua Hàn Lập vẫn phải thử nghiệm uy lực của con yêu hổ kia một chút rồi mới tính tiếp. Chương 442, Quỷ Vương 4. Cự hổ màu đen vừa thấy giao long do Thanh trúc Phong Vân kiếm hóa thành bay đến cắn xé, hung quang trong mắt chợt lóe, sau một tiếng gầm nhẹ liền mở cái miệng đỏ lòm như trậu máu phun ra liên tiếp hơn 10 viên quang cầu màu đen to bằng đầu người, công kích thanh giao. Hai hư ảnh của thanh giao đối với vài viên quang cầu phía trước chỉ có thể dùng cách cắn xé để đập tan. Nhưng khi bảy, tám viên tiếp theo bay đến thì rút cuộc cũng ngăn không được. Hư ảnh giao long kêu lên một tiếng rồi biến mất, lộ ra bản thể phi kiếm. Hai thanh phi kiếm bị những quang cầu tiếp theo đánh văng ra xa vài chục trượt, xoay mỏng mỏng mấy vòng. Đồng thời thanh quang trên thân cũng giảm đi, tựa hồ linh tính đã bị tổn thương nhất định. Hàn lập thấy vậy, trong lòng có chút đau đớn, vội vàng giơ tay điểm một cái, Hai thanh phi kiếm liền biến thành thanh mang bay vụt trong cơ thể hắn tĩnh dưỡng. Đồng thời tay còn lại thả ra thêm bốn thanh phi kiếm màu xanh giống như thế nữa, lóe lên một cái rồi chém về phía cự hổ. Quỷ Ảnh đứng ở phía sau cự hổ thấy tình hình này liền có chút nóng nảy rồi. Hắn hít sâu vào một hơi, một tiếng kêu bén nhọn, cực kỳ chói tai vang lên. Yêu hổ vừa nghe thấy thanh âm này, lập tức đầu hơi thấp xuống, cổ bắt đầu vặn vẹo méo mó, hai chân trước cắm thật sâu vào trong đất. Tiếp theo một cảnh giật mình xuất hiện, Bên cạnh đầu của cự hổ trồi lên một khối lớn, hắc quang chợt lóe, một cái hổ đầu hơi nhỏ hơn một chút đột nhiên xuất hiện ở chỗ đó, yêu hổ biến thành quái hổ hai đầu. Theo sự xuất hiện của cái đầu hổ này, yêu khí trên người nó tăng mạnh lên, khiến cho Hàn Lập nhíu mày. Lúc này, khí linh yêu hổ không hề khách khí cùng mở hai cái miệng to ra, một viên rồi lại một viên quang cầu màu đen trùng trùng điệp điệp bay tới, khí thế dữ dội, ào ào tấn công về phía Hàn Lập. Hắn không dám chậm trễ, bắt pháp quyết bốn thanh phi kiếm đang phi được nửa đường rung động kịch liệt, biến thành tám thanh. Tiếp theo hào quang chợt trở nên cực mạnh, tám thanh phi kiếm bay tới tụ thành một khối, biến thành một thanh cự kiếm màu xanh dài vài trường Hàn Lập nhìn thấy kiếm này, dị quang trong mắt chấp động. Tiếp theo không chút do so dự hé miệng, một ngụm chân nguyên cực kỳ tinh thuần biến thành một đạo hào quang, bắn lên trên thân của cự kiếm. Nhất thời cự kiếm phát ra một tiếng rít thật dài, hào quang bắn ra tứ phía, biến thành một giải lụa màu xanh dài hơn 10 trường hung hăng chém tới đám quang cầu màu đen, lờ mở phát ra tiếng sấm nổ. Hai đạo hào quang va chạm vào nhau, quang hòa bắn khắp nơi, thanh âm bạo liệt vang lên, thanh thế cực kỳ kinh người. Cự kiếm màu xanh thế như trẻ tre, một hơi liền chém nát rất nhiều quang cầu, biểu hiện vô cùng thần dũng. Nhưng quang cầu màu đen càng ngày càng nhiều, giống như che già mang mọc không ngừng từ hai cái đầu hổ tuôn ra cuồn cuộn, không có một chút dấu hiệu nào về chuyện dừng lại, tựa hồ vô cùng vô tận. Loại tình hình này khiến sắc mặt của Hàn Lập trầm xuống, có chút ngoài ý muốn. Đúng lúc hắn đang suy nghĩ xem nên dùng pháp thuật khác công kích đối phương hay là thả ra thêm vài thanh phi kiếm nữa thì ở phía sau tầm hơn 10 trượng, không khí nhẹ nhẹ dao động. Tiếp theo một quỷ ảnh màu xám vô cùng mờ ảo, vô thanh vô tức xuất hiện tại đó. Trên dưới cả người con quỷ này trừ một đôi mắt màu đỏ ra, một điểm khí tức lạ thường cũng không hề lộ ra ngoài. Hàn lập tựa hồ chưa hề phát giác ra sự khác thường ở phía sau. Bóng xám nhìn phi trùng đang phiêu phù ở bốn phía xung quanh hàn lập, hồng quang trong mắt chấp động vài cái đột nhiên búng thân biến thành một đạo ánh sáng dài màu hồng xám lạng yên vào tới phía sau lưng hàn lập muốn một tay bóp nát kim đan còn về phần mấy con phi trùng này hắn căn bản không thèm để ý bởi vì công pháp tu luyện mà hắn am hiểu nhất chính là hóa hình ẩn thân giờ phút này toàn thân đều trở nên vô hình như thế nào lại phải sợ mấy con phi trùng đó phát hiện cơ chứ huống hồ cho dù phát hiện được thì hắn cũng có tự tin làm cho hàn lập không kịp phản ứng lập tức chết thảm dưới song chảo sắc bén của hắn. Công pháp tu luyện của quỷ ánh đúng là cực kỳ quỷ dị. Đạo ánh sáng bắn về phía Hàn Lập không hề phát ra một tí tiếng động nào, hơn nữa lại cực kỳ nhanh. Hắn thấy chỉ cần tích tắc nữa là đến sau lưng Hàn Lập nhưng đám giáp trùng ngân sắc đang lơ lửng trong không trung liền ông một tiếng, khí thế như trời long đất lở bắn về phía quỷ ảnh. Bóng xám lắp bắp kinh hãi, còn chưa kịp phản ứng thì đa số giáp trùng màu vàng nhạt liền chắn tại phía trước, hướng hắn vào tới trong chớp mắt hắn liền bị đám trùng này bao vào trong bị chúng bỏ kín toàn thân biến thành màu vàng nhạt bóng xám vừa kinh vừa sợ vùng vẫy thân thể muốn đánh bay chúng nhưng không hề có hiệu quả sau đó toàn thân truyền đến từng trận từng trận cảm giác lạ thương hắn chợt dùng mình không thể không cúi đầu nhìn xuống kết quả huyết quang trong mắt quỷ ảnh chấp loạn trên mặt tràn đầy vẻ kinh hãi mấy con giáp trùng nhìn rất bình thường này đang cắn xé hư ảnh quỷ thể của hắn tuy việc đó cực kỳ khó khăn nhưng đích xác cắn nuốt từng miếng chúng nó dĩ nhiên coi thường vô hình quỷ thể của hắn bóng xám trở nên kinh hoàng trên người bắt đầu biến hóa không ngừng trong chốc lát hóa thành đám sương mù đen kịt trong chốc lát lại biến thành một loại quỷ có lân giáp trên người nhưng cho dù là biến hóa như thế nào đám giáp trùng đông kịt đều dính chặt vào bản thể làm hắn không có biện pháp nào để thoát khỏi chỉ trong một thời gian ngắn thực thân quỷ thể đã bị mấy ngàn quái trùng cắn nuốt đi không ít mà lúc này hàn lập rút cuộc cũng quay đầu lại lạnh lùng liếc mắt nhìn bóng xám Tiếp theo hắn không nói một câu vô nghĩa nào, vùng hai tay lên, đem hai túi linh thú còn lại vứt vào không chung, hai đàn phi trùng màu vàng nhạt tiếp tục xuất hiện, sau đó biến thành hai mũi tên thật lớn bắn tới, gia nhập vào cuộc cắn nuốt. Quỷ ảnh màu xám rút cuộc sợ hãi phát ra một tiếng hét quái dị điếc tai nhức óc, cầu viện quỷ ảnh màu đen ở phía xa xa. Bóng đen vừa nghe thấy thanh âm này, rút cuộc lộ ra vẻ mặt lo âu. Hắn nhìn khí linh cự hổ đang rằng co cùng cự kiếm màu xanh, hơi lộ ra vẻ trù trừ nhưng ngay sau đó lục mang trong mắt chợt co rụt lại, đột nhiên biến thành một đám quỷ vụ đen xì nhập vào yêu hổ hai đầu. Con cử hổ nhất thời liền kêu lên một tiếng thống khổ, cả người liền đứng thẳng lên. Sau đó hai chân sau trở nên to lớn, hai chân trước thì thu nhỏ lại. Tiếp theo một cái đầu hổ bắt đầu mơ hồ, sau đó liền xuất hiện khuôn mặt người lông lá xồm xoàm, phía ngoài bao phủ hắc khí nồng đậm, cái còn lại thì không biến hóa gì, nhưng trong mắt tràn đầy thần sắc bạo ngược. Phụ linh thuật, hàn lập hít vào một ngụm khí lạnh, hấp giọng nói ra tên của loại pháp thuật này. Nếu vừa nghe tên thì cảm thấy nó rất giống với Phụ thân đại pháp, cũng là kiểu nhập vào thân thể sinh linh nào đó. Nhưng trên thực tế, hiệu quả lại kém rất xa, cái khác không nói, sử dụng Phụ thân đại pháp chẳng những không có khả năng gia tăng thực lực, hơn nữa sau khi nhập vào chỉ có thể phát huy vài phần của thực lực. Chỉ là một loại pháp thuật mượn cơ thể để thao túng ở khoảng cách xa mà thôi, sau khi thi triển cũng không có hậu quả lớn gì. Phụ linh thuật thì lại khác, nó không thể hướng tu sĩ khác để thi triển thuật này, chỉ có thể thi triển trên thân yêu thú nào đó có trí tuệ không cao. Hơn nữa sau khi nhập vào, chẳng những tu vi gấp vài lần người thi thuật cùng đối tượng phụ linh cộng lại, đồng thời chỉ cần thi triển một lần loại bí thuật này liền cùng đối tượng bị phụ linh lập ước định sinh tử. Trong hai đối tượng chỉ cần một kẻ chết thì kẻ còn lại cũng sẽ tiêu biến theo. Nhưng khó có thể tưởng tượng nhất đó chính là sau khi thi triển phụ linh thuật xong sẽ hình thành một cái thân thể hoàn toàn mới, có thần trí và ký ức của chính mình hoàn toàn khác với thân thể sinh vật bị phụ linh tuy nhiên thời gian duy trì sẽ không kéo dài rất nhanh sẽ tự động giải trừ nhưng khi số lần thi triển càng nhiều thời gian càng kéo dài thân thể mới kia sẽ dần dần chiếm vị trí chủ đạo cuối cùng sẽ không thể nghịch chuyển nhưng mỉa mai chính là loại nửa người nửa quái vật này một khi sinh liền có được tu vi kinh người nhưng tuổi thọ lại ngắn đến đáng thương bởi vì hắn đạt được loại lực lượng kinh người này nên cái giá phải trả chính là tuổi thọ của bản thân sẽ tiêu hao kinh người thường thường không lâu sau khi hắn hoàn toàn biến thân cũng chính là lúc biến mất mặt khác tuy không biết thật hay giả nhưng còn có lời đồn nói rằng tu sĩ tu luyện phụ linh thuật sau khi chết thì hồn phách sẽ vĩnh viễn rơi xuống vực sâu vô tận từ nay về sau không thể tiến vào lục đạo luân hồi điều này khiến cho chúng tu sĩ khi nói về nó đều biến sắc nhưng may mắn chính là loại tu sĩ biết loại mật thuật này rất ít hơn nữa người biết càng không tu luyện không những thọ nguyên giảm đi mà còn biến thành một con quái vật nửa người nửa yêu rồi chết Bộ dáng quỷ ảnh cùng cự hổ dung hợp trước mắt cùng với phụ linh thuật trong truyền thuyết giống nhau như đúc. Nhưng mật thuật này phải do tu tiên giả bình thường thi triển mới đúng, không nghe nói qua yêu quỷ cũng có thể tu luyện được, hơn nữa càng làm cho người ta ngạc nhiên đó là thi triển trên khí linh của chính mình. Hàn Lập vẫn luôn luôn là người không biểu hiện cảm xúc ra bên ngoài, lúc này trên mặt cũng xuất hiện vẻ nghi hoặc. Đồng thời sự kinh hãi trong lòng càng lớn. Chương 443, Quỷ Vương 5 Tuy bị sự biến hóa quỷ dị của đối phương làm cho hoảng sợ nhưng khi Hàn Lập nhanh chóng nhìn thoáng về phía sau, trên mặt liền lộ ra vẻ cười lạnh. Bởi vì quỷ ảnh màu xám lúc này đã bị cắn nuốt hơn phân nửa, một phần ba tàn khu còn lại đang hấp hối. Phỏng chừng cho dù hiện tại hắn trốn được, nguyên khí nhất định trọng thương, căn bản vô lực tiếp tục tham gia tranh đấu. Phệ kim trùng thực không hổ khi được bài danh trên kỳ trùng bảng, không những cắn nuốt linh khí mà ngay cả âm quỷ lệ phách cũng có thể sơi tái, cực kỳ nguy hiểm, tuy vậy tốc độ vẫn chậm một chút. Trong lúc Hàn Lập đang suy nghĩ thì hổ quái đối diện sau khi có chút mờ mịt liền lộ ra vẻ kinh hỉ như vừa tỉnh dậy từ giấc mộng. Hắn nhìn chằm chằm vào Hàn Lập ở trước mặt, lại nhìn quỷ ảnh ở sau lưng Hàn Lập, cuối cùng là nhìn thân hình của chính mình, sau đó liền phát ra tiếng cười quái dị hắc hắc. Tiếng cười này từ nhỏ biến thành lớn, càng ngày càng vang dội, liên miên không dứt, phảng phất như vô cùng vô tận, làm cho quỷ vụ ở phụ cận náo loạn. Ngay từ đầu Hàn Lập còn không thèm để ý chỉ lạnh lùng nhìn hành động của quái hổ nhưng sau một lát, sắc mặt của hắn đã có chút trắng bệch, lộ ra thần sắc ngưng trọng. Bởi vì tiếng cười của hổ quái đối diện, không giống như trong dự đoán là sẽ tắt trong thời gian ngắn, ngược lại càng lúc càng mạnh mẽ, tiếng cười càng phát ra hùng hậu. Ngay cả dưới tình huống có đại diễn quyết bảo vệ chặt chẽ tâm thần, hắn vẫn có một loại cảm giác mê muội giống như đơn độc ở nơi hoang dã, bên tai vang lên tiếng sấm sét dày đặc. Bất hảo, Hàn Lập đang cẩn thận nhìn phía đối diện thì dường như nhớ tới cái gì đó, sắc mặt đại biến. Hắn vội vàng quay đầu lại nhìn, trong lòng lạnh toát. Chỉ thấy con quỷ ảnh màu xám phía sau biến mất vô ảnh vô tung. Mà đám phệ kim trùng đang hữu khí vô lực rơi rụng xuống mặt đất, thỉnh thoảng vỗ vỗ cánh, không còn tinh thần như lúc trước nữa. Hàn Lập cực kỳ ảo não, cuống quyết lấy mấy chiếc túi linh thú ra, đem đàn phệ kim trùng nửa chết nửa sống kia nhanh chóng thu vào trong. Lúc này mới cố gắng chịu đựng tiếng cười quái dị đinh tai nhức óc ngẩng đầu lên nhìn một chút trận chiến bên cạnh. Kết quả, tình hình đập vào mắt làm cho hắn kinh ngạc một chút, sau đó liền trở nên an tâm. Tử Linh Tiên Tử cùng Hắc Y Nhân đang cùng mấy con quỷ chiến đấu kịch liệt. Hắc Y Nhân vì mất đi uy năng pháp bảo nên tu vi tuy so với mấy con ác quỷ mạnh hơn nhiều, nhưng bởi vì lý do công pháp không chiếm được thượng phong. Mà Tử Linh Tiên Tử càng không cần phải nói, bằng một tấm bia đá hình chữ nhật đem mình giấu ở trong hào quang, chỉ là tự bảo vệ mà thôi. Nhìn hình dạng hai người bọn họ, tựa hồ cũng không bị tiếng cười quái dị ảnh hưởng. Điều này làm cho Hàn Lập có điểm kỳ quái, nhưng sau khi suy nghĩ một chút, Hàn Lập liền hiểu được nguyên nhân trong đó. Hiển nhiên con quái vật hai đầu kia chỉ đem uy lực của tiếng cười quái dị hạn chế tại một khu vực nhỏ cho nên cường độ mới kinh người như vậy. Ngay cả phế kim trùng, thứ mà pháp bảo khó có thể làm bị thương, cũng chịu không nổi bị chấn động rơi khỏi người tên quỷ ảnh kia. Một mặt là do đám linh trùng này chưa tiến hóa xong, Mặt khác là do uy lực của tiếng cười quái dị kia. Nếu không phải trong người có đại diễn quyết giúp ngưng thần định hồn, chỉ sợ hắn sẽ xương cốt rã rời, bó tay chịu trói vì trận cười quái dị kia. Càng nghĩ trong lòng càng hoảng sợ, Hàn Lập đã xác định quái vật trước mắt cho dù không đến nguyên anh kỳ thì cũng tuyệt đối mạnh hơn chứ không kém tu sĩ kết đan hậu kỳ. Chẳng lẽ nó là quỷ vương? Hàn Lập có điểm nghi hoặc. Lúc này, quái vật ở phía đối diện nhìn thấy cảnh Hàn Lập vẫn đứng thẳng như không hề có chuyện gì, cực kỳ ổn định rút cuộc ngừng cười, bốn con mắt âm trầm cùng nhìn chằm chằm hắn. Hàn lập bị nhìn làm cho cả người không thoải mái, nhưng ánh mắt nhíu nhíu, không hề khách khí nhìn trả lại. Vào lúc này, quỷ ảnh màu xám không lành lặn xuất hiện ở phía sau lưng của quái vật đối diện, hắn không hề dừng lại mà phi tới phía trước của quái vật hai đầu. Hàn lập không khỏi dùng mình một cái, ánh mắt chấp lóe bất định. Quỷ ảnh kia đã biến thành như vậy, không chạy trốn xa xa mà còn quay đầu lại, đây là có ý gì? Đang lúc Hàn lập buồn bực, một sự tình không thể tưởng tượng tiếp tục xuất hiện. Dị quang trong mắt quái hổ hai đầu chợt lóe, sau đó liền bắt lấy quỷ ảnh màu xám, tiếp theo đầu hổ màu đen mở ra cái mồm đỏ như chậu máu, rất nhanh nuốt bóng xám vào bụng. Hàn lập thấy vậy trong lòng vô cùng kinh ngạc, nhưng sự tình phát sinh ở phía sau khiến cho sự nghi hoặc của Hàn lập được giải quyết. Chỉ thấy quái vật ngửa mặt lên trời giống to vài tiếng. Ở trên cổ chợt nổi lên một khối, một cái đầu hổ màu xám liền xuất hiện bên cạnh cái đầu hình người đầu hổ này đồng dạng có bộ dáng mặt người nhưng chỉ là khuôn mặt của một người phụ nữ bình thường mà thôi cái này làm cho hàn lập ngạc nhiên một chút nhưng lập tức liền khôi phục lại như bình thường lúc đầu hổ màu xám vừa mới xuất hiện thì hai mắt đóng chặt sắc mặt vô cùng tái nhợt dường như bị thương không nhẹ nhưng không bao lâu sau hắn liền mở cặp mắt màu đỏ ra dùng một loại ánh mắt cực kỳ oán hận nhìn chằm chằm hàn lập không tha khiến hàn lập nổi da gà trong lòng có chút phát lạnh lúc này cái đầu có khuôn mặt nam tử ở giữa liền kêu to một tiếng, sau đó sải bước nghênh ngang, ngang hướng về phía Hàn Lập đi bộ tới. Theo từng bước đi, hắc quang trên người của hắn lại lóe lên, hình thể to lớn hơn vài phần. Chỉ vài chục bước đi mà quái vật này lại giống như một tòa lầu cao hai, ba tầng, ngay cả Hàn Lập thấy cảnh này cũng không khỏi biến sắc. Hàn Lập không kịp nghĩ nhiều, hai tay vung lên, hơn 100 con cự viên khôi lỗi xuất hiện ở bốn phía. Tiếp theo, mấy con cử viên này đồng thời giơ hai tay lên, các loại cột sáng đủ màu sắc ảo ảo xuất hiện. sau đó hàn lập hướng về phía màu xanh cự kiếm điểm một cái, cự kiếm liền lần vào bên trong các cột sáng, biến thành một vệt sáng thật dài chém xuống, khí thế kinh người như muốn đem hổ yêu xẻ thành nhiều đoạn. mà quái vật ba đầu nhìn thấy cảnh này, cái đầu ở giữa liền hiện ra một chút vẻ mặt ngạc nhiên, nhưng sau đó phát ra thanh âm hắc hắc cười lạnh. hai cái đầu ở trái phải đồng thời mở to miệng ra, ở bên phải là quang cầu màu đen như lúc trước, từng quả từng quả được xuất hiện liên tiếp mà bên còn lại quỷ hỏa màu xám mờ mờ ảo ảo phun ra đầy trời. Quỷ hỏa cùng quang cầu đan xen vào nhau, ngăn cản phần lớn công kích của các cột sáng. Cho dù có vài con cá lọt lưới đánh tới trên thân hình của quái vật thì cũng chỉ lóe lên một điểm quang hoa mà không hề có hiệu quả. Hai hàng lông mày của Hàn Lập không khỏi nhíu tít lại, tiếp theo hàn quang trong mắt chợt lóe, đột nhiên bắt kiếm quyết. Vệt sáng màu xanh liền phát ra hào quang càng thêm chói mắt, tốc độ bỗng tăng lên 3 phần. Chỉ trong nháy mắt, dưới sự yểm hổ của rất nhiều cự viên khôi lỗi, đạo phi kiếm thế như trẻ tre, kích phá sự ngăn cản của quỷ hỏa cùng quang cầu bắn tới. Bay quanh quái vật này một vòng, hào quang lại lóe lên như muốn đem con quái vật đó giết chết ngay tại chỗ. Thế nhưng hàn lập lại cứng lưỡi, há hốc mồm, bởi vì ba cái đầu lâu của quái vật đồng thời phát ra một tiếng hống quái dị, tiếp theo đôi hổ chảo to tướng với tốc độ mà mắt thường không thể nhận ra, nhanh chóng chụp tới, giữ chặt cự kiếm trong tay cái tay hổ lông lá kia không hề sợ kiếm quang cực kỳ sắc bén, còn cự kiếm thì không ngừng dẫy dụa trong đôi cự chảo của quái vật, tuy vậy vẫn không thể tránh thoát được. Hàn lập cơ hồ nghĩ đến chính mình có phải là đang hoa mắt rồi hay không? Tuy nói mấy thanh thanh trúc phong vân kiếm này thời gian tế luyện không lâu, vẫn chưa thể biểu hiện ra uy lực lớn, nhưng chỉ dùng hai tay bắt lấy chúng, thật đúng là không thể tưởng tượng được. Chẳng lẽ hai tay của đối phương đã bị luyện chế thành pháp bảo rồi hay sao? Hàn lập không khỏi sinh ra cách nghĩ cổ quái như vậy mà quái vật thấy đã khống chế được phi kiếm của hàn lập ba cái đầu đều lộ ra vẻ mặt âm lệ cái đầu ở giữa sau khi cười một tiếng dữ tợn hé miệng ra một luồng âm khí đen kỳ to bằng nắm tay trực tiếp phun vào trên thân phi kiếm đang dãy ruộng từng chút từng chút tiêu trừ linh quang màu xanh trên thân phi kiếm thấy tình hình này tim của hàn lập đột nhiên trầm xuống con quái vật ba đầu xuất thủ thực tàn nhẫn tu vi lại sâu không lường được nếu tiếp tục cùng nó dây dưa thêm chỉ sợ chính mình cũng chẳng tốt đẹp gì phải mạo hiểm một chút Tốc chiến tốc thắng mới được. Nghĩ thế nên Hàn Lập không khỏi quay đầu lại xem trận chiến bên kia. Hắc Y Nhân cùng Tử Linh đang tập trung toàn bộ tinh thần chiến đấu với mấy con yêu quỷ, căn bản không chú đến đến hắn. Thấy cảnh đó trong mắt Hàn Lập dị sắc chợt lóe, chậm rãi quay đầu lại. Hai cái đầu ở hai bên của con quái vật đang đánh nhau ác liệt với đám cự viên khôi lỗi, mà cái đầu ở giữa đang liều mạng phun ra hắc khí để ăn mòn thanh trúc phong vân kiếm. Sát khí trong lòng Hàn Lập bốc lên hắn thầm kêu một tiếng muốn chết, liền không hề trần chờ, hai tay bắt một loại kiếm quyết kỳ quái, hung hăng điểm một cái về phía phi kiếm trong không trung kia. Chương 444, Hắc Bào, cự kiếm đang giãy giụa ở trong tay của yêu hổ ba đầu, sau khi được Hàn Lập điểm chỉ liền ngừng rung động, lục quang trên thân bắt đầu lóe sáng. Hổ yêu đang hé miệng phun ra hắc vụ thấy cảnh này, không khỏi dùng mình, nhưng hắn còn chưa kịp phản ứng gì thì trên thân cự kiếm bỗng bắn ra hơn 10 đạo điện hồ màu vàng nhạt. Tốc độ của chúng cực nhanh, chợt lóe một cái liền lướt dọc theo đôi tay khổng lồ đầy lông lá của yêu hổ, trong thoáng chốc đã bao trùm khắp toàn thân, hình thành một tấm lưới ánh sáng màu vàng, đem quái vật nhốt tại bên trong. Quái vật vừa thấy cảnh này, ba cái đầu đồng thời lộ ra vẻ kinh hãi nhưng còn chưa kịp thực hiện hành động gì thì Hàn Lập đã hé miệng ra lệnh một tiếng nổ. Một luồng bạch quang chói mắt đem thân hình khổng lồ yêu hổ hoàn toàn bao phủ tại bên trong, không thể nhìn thấy một chút nào. Ngay cả tử linh cùng hắc bào nhân đang tranh đấu ở chỗ khác cũng không khỏi kinh ngạc liếc mắt về phía bên này. Mà đối thủ của bọn họ, còn mấy con vĩ ngô quỷ cùng hai con quỷ giả dạ xoa thì trong mắt hiện lên vẻ mê mang, sau đó đột nhiên bỏ chạy tán loạn tứ phía. Hai người tử linh tiên tử kinh hãi lắp bắp, hơi trần chờ một chút, liền trơ mắt nhìn chúng nó trốn vào trong quỷ vụ. Chỉ có để hồn thú kia thừa cơ dùng sức hừ mạnh một cái, một mảnh ánh sáng lại được phun ra, hút vào bụng một con ác quỷ đang trốn chạy nên không kịp phòng bị. Bạch quang chỉ kéo dài trong chốc lát, rút cuộc cũng ảm đạm, hồi phục lại bình thường. Mà hổ yêu sau khi bạch quang biến mất vẫn đứng như trời trồng tại chỗ không nhúc nhích, ba cái đầu đều mang theo thần sắc hoảng sợ. Chỉ là loại vẻ mặt này vẫn dừng lại ở đó, không có một tia biến hóa nào. Sau đó một trận gió lạnh thổi qua, thân hình khổng lồ của con quái vật này liền biến thành bụi bay đầy trời, biến mất vô tung vô ảnh. Chỉ có cửa kiếm cùng một viên châu ba màu xám, đen, lục đan sen cùng một chỗ, to bằng nắm tay phiêu phủ giữa không chung, lấp lóe không ngừng. Hàn lập thở vào một hơi, vẫy tay, cự kiếm màu xanh liền phát ra một tiếng ngâm trầm thấp, sau đó liền chia ra, biến thành tám thanh phi kiếm bay vụt trở về chỗ Hàn Lập. Nhưng trong đó có bốn thanh kiếm ở nửa đường liền thanh quang chợt lóe rồi biến mất. Mà bốn thanh còn lại thì thành thật bay vào trong cơ thể của Hàn Lập, chìm vào trạng thái ngủ say. Lần này điện hồ phóng ra khiến cho ích tà thần lôi mà chúng nó tích trữ từ trước tiêu hao sạch sẽ, phải cần một thời gian dài để tu dưỡng. Hàn Lập nhìn viên châu quỷ dị kia, thân hình nhoáng lên, sau vài cái liền đi đến phía trước của hạt châu, sau đó ngưng thần dương mắt nhìn nó rồi bắt đầu trầm ngâm. Một lát sau vẻ âm lệ trên mặt hắn chợt lóe, một thanh phi kiếm màu xanh xuất hiện trên tay hắn. Tiếp theo hào quang xuất hiện, Hàn Lập không hề khách khí hung hăng chém xuống một kiếm. Phanh một tiếng, viên châu bị vỡ thành hai nửa, từ bên trong có ba đạo hắc khí bay ra, chúng nó cực kỳ hoảng sợ muốn phi độn chạy trốn. Nhưng một tay còn lại của Hàn Lập liền búng mấy cái, ba viên hỏa cầu to bằng quả trứng gà bắn ra phốc, phốc, phốc ba tiếng, ba đạo hắc khí sau khi bị hỏa cầu đánh trúng, lờ mờ phát ra vài tiếng kêu thảm thiết, bị ngọn lửa cắn nuốt không còn một mảnh. Mấy con yêu quỷ cực kỳ gian trá, chúng đem chủ hồn cùng trốn vào bên trong pháp bảo, muốn dẫn dụ hắn tự tay chụp tới. Nếu hắn thực sự làm như vậy, sau đó chắc chắn sẽ không thể tránh khỏi một hồi tranh giành đoạt xá. Chẳng qua, yêu hổ hợp thể bị ích tà thần lôi trên thân phi kiếm tiêu diệt là sự tình hắn đã sớm dự đoán được dù sao tiếng tăm của kim lôi trúc rất lớn cùng với đặc tính ích tà chuyên khắc chế yêu ma bốn thanh phi kiếm đồng thời toàn lực phóng thích lôi điện nếu còn không diệt được đối phương một con yêu quỷ vậy quả thật là không có thiên lý nữa rồi chính bởi vì có đòn sát thủ này làm hậu thuẫn vẻ ngoài của hắn mới cực kỳ tự tin và bình tĩnh khi bước vào quỷ vụ thậm chí lúc gặp phải quỷ yêu hợp thể tuy thấy quỷ dị vô cùng nhưng vẫn có bộ dạng không hoảng không vội đương nhiên bởi vì kiêng kỵ hắc y nhân cùng tử linh tiên tử ở bên cạnh Vốn nghĩ không cần dùng Ích Tà Thần Lôi cũng đánh chết đối phương. Nhưng không nghĩ tới sau khi hợp thể, Hổ yêu thật đúng là lợi hại thần kỳ, còn dùng hai tay không bắt lấy thanh trúc phong vân kiếm của hắn nữa chứ. Đối mặt với loại cơ hội tốt được đưa đến trước cửa thế này, hắn tự nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua. Hôm nay quả nhiên đã thành công đem con quái vật chỉ có mạnh hơn chứ không kém tu sĩ kết đan hậu kỳ tiêu diệt hoàn toàn khỏi thế gian. Hàn Lập cúi đầu nhìn Viên Châu đã biến thành hai mảnh, nhẹ nhàng lắc đầu sau đó xoay người đi tới phía tử linh tiên tử mà ánh mắt hắc y nhân nhìn về phía đó vẫn tràn đầy vẻ khiếp sợ hắn tuy không rảnh rỗi chú ý trận đấu bên kia của hàn lập nhưng lúc quỷ yêu phụ linh biến hình hợp thể thì cũng thấy được một chút điều này làm cho hắc y nhân lúc ấy cực kỳ hoảng sợ thậm chí còn liên tục lùi ra xa chỉ cần hàn lập hơi lộ ra một chút dấu hiệu không địch lại hắn sẽ lập tức bỏ chạy bởi vì xem ra con hổ yêu ba đầu kia thật sự cực kỳ khủng bố nhưng không nghĩ tới sau khi một trận bạch quang trói mắt qua đi nó đã bị tiêu diệt một cách dễ dàng điều này khiến cho hắc y nhân thật sự khó có thể tin tưởng chẳng lẽ trên tay vị này còn có một kiện cổ bảo truyền thuyết có khả năng nghịch chuyển càn khôn hay sao nếu không chỉ với tu vi kết đan sơ kỳ của hàn lập nói cái gì hắn cũng không tin rằng hàn lập có thể tiêu diệt được hổ yêu ba đầu tuy nhiên nếu đúng thì chỉ cần có thể mượn sức đối phương hắn sẽ có một chỗ dựa thật lớn trong hành trình hư thiên điện lần này dù sao trừ nhóm lão quái vật nguyên anh kỳ ra hắc y nhân không hề tin còn có ai ngay cả một chút lông tóc cũng không hề bị hư tổn gì mà có thể tiêu diệt quỷ yêu cường đại như vậy nghĩ đến đây vẻ khiếp sợ trong mắt hắc y nhân dần dần tiêu biến đổi thành một loại ánh mắt phức tạp nhìn về phía hàn lập về phần tử linh tiên tử tuy cũng giật mình không nhỏ nhưng trung quy lại cũng đã sớm đoán được hàn lập không phải là tu sĩ kết đan kỳ bình thường nên rất nhanh khôi phục vẻ bình thường tươi cười đi lên nghinh đón hàn tiền bối thần thông thật sự không nhỏ ngay cả yêu quỷ lợi hại như vậy cũng có thể dễ dàng tiêu diệt xem ra cùng truyền thống đến đây với tiền bối thật đúng là một việc may mắn tử linh tiên tử nhàn nhã nói dễ dàng ta ngay một điểm cũng không thấy thế hàn lập vừa nghe nữ nhân này nói vậy nhàn nhạt phủ nhận tiền bối thật sự quá khiêm nhường trong mắt tử linh tiên tử mang theo ý cười hiển nhiên cho rằng hàn lập nói không đúng sự thật chẳng biết bạch quang được đạo hữu sử dụng vừa rồi rút cuộc là vật gì mà có uy lực lớn như vậy hắc y nhân ở một bên mở miệng nói chuyện lần đầu, nhưng thanh âm khàn khàn trầm thấp, làm cho người ta cảm thấy có chút không thoải mái. Nghe xong thanh âm khó chịu đó, dị quang trong mắt hàn lập chấp động, nhìn hắc y nhân bỗng nhiên cười. Đạo hữu chẳng phải là một vị nữ tu sao, không cần dùng giả giọng để nói chuyện đâu, ta cùng tử linh đạo hữu đã sớm nhìn ra rồi. Hàn lập sau khi thu lại nụ cười, lạnh nhạt nói. Tử linh tiên tử nghe vậy, hé miệng cười duyên, hắc y nhân lập tức dùng mình, nhưng tiếp theo trong mắt tràn đầy vẻ xấu hổ. Sau tận nửa ngày, hắn mới đổi thành giọng nữ mềm mại nói. Một khi đã bị hai vị đạo hữu nhìn ra, tại hạ cũng không có gì phải giấu giếm nữa, chỉ là vì tiện để ứng đối bên ngoài mà thôi. Nói xong câu này, nữ tử mặc hắc bào sau khi do dự một chút, liền chậm rãi gỡ mũ đội đầu ra, lộ ra gương mặt cực kỳ xinh đẹp. Nữ tử này chẳng những da thịt trắng như tuyết, vô cùng mịn màng, mái tóc đen tuyền xỏa xuống tận vai, trên trán có đeo một cái vòng vàng nên càng tăng thêm vài phần mị lực thần bí, khiến cho nàng trở nên lạnh lùng diễm lệ. Vừa thấy dung nhan của hắc bào nữ tu, cho dù cùng là nữ như tử linh tiên tử cũng không thể không lộ ra vẻ mặt kinh diễm. Nhưng sau đó nàng như là đang nghĩ tới điều gì đó, không khỏi trộm liếc mắt nhìn hàn lập. Kết quả cảnh tượng đập vào trong mắt khiến cho tử linh tiên tử trong lòng có chút không thoải mái. Bởi vì hàn lập nhìn chằm chằm vào mặt nữ tử áo đen, trong mắt cũng lộ ra một tia thần sắc cổ quái khuôn mặt xinh đẹp của nữ tử áo đen xuất hiện một tia ửng đỏ, trong lòng pha thêm một chút đắc ý, lại có phần không thích, nhưng ngoài miệng vẫn lạnh lùng nói. Đạo hữu chưa nhìn đủ sao, trên mặt tiểu nữ chẳng lẽ có cái gì không ổn sao? Nói xong câu này, sắc mặt nữ tử áo đen có chút trầm xuống. Bị mắng một câu như vậy nhưng Hàn Lập lại không hề tức giận, cũng không thu hồi ánh mắt của mình, ngược lại thở dài một hơi, sau đó mỉm cười, mặt lộ vẻ thần bí, không ngừng nhìn nhìn nữ tử này từ trên xuống dưới, bộ dáng cảm thấy hứng thú việc này không chỉ khiến cho đôi mi thanh tú của nữ này khẽ nhớn lên trên mặt xuất hiện một tầng xương lạnh mà ngay cả trong lòng tử linh tiên tử cũng có chút nghi hoặc có phải là hàn lập đã động tâm rồi không chẳng qua nàng suy nghĩ một chút liền thấy điều này dường như không có gì là không ổn do hạn chế về mặt tiên thiên tư chất nên trong tu tiên giới nữ tu sĩ có thể kết thành kim đan ít hơn nhiều so với nam tu sĩ vì vậy đại đa số song tu đạo lữ cấp cao bình thường nam có tu vi kết đan kỳ mà nữ chỉ có tu vi trúc cơ kỳ. Cứ như vậy, hiệu quả của việc lợi dụng song tu công pháp để tăng tu vi, đối với nam tu sĩ mà nói, tự nhiên là không được vừa ý. Vậy là số nữ tu sĩ kết đan kỳ tự nhiên hấp dẫn phần đông nam tu sĩ tự nhận mình có điều kiện tương xứng để theo đuổi. Ngoài ra xinh đẹp và có tu vi kinh người giống như nữ tử áo đen khiến cho hàn lập động tâm dường như cũng không phải là chuyện không thể. chương 445, Nguyên Giao Thật là không nghĩ tới chỉ trong ngắn ngủi hơn trăm năm không gặp, thế nhưng Nguyên cô nương lại có thể tiến vào kết đan kỳ, thật sự là đáng vui mừng. Đang lúc mỹ nữ áo đen bị nhìn tới tức giận vô cùng. Hàn Lập lại thu lại nụ cười, nghiêm trang nói: "Cái gì Nguyên cô nương? Ngươi nhận sai người, ta họ Nguyễn vẻ mặt của nữ tử áo đen đúng lúc Hàn Lập xưng hô là Nguyên cô nương liền lập tức biến mất, ngược lại lộ vẻ kinh hoàng, phủ nhận ngay. Tình hình này thực sự ra ngoài dự kiến của Hàn Lập hắn không khỏi ngưng thần nhìn kỹ đôi mắt đẹp chớp chớp không chừng. Lúc này, sắc mặt của nữ tử xinh đẹp có chút trắng bệch, một tay đặt ở trên túi chữ vật, mắt mở thật to, biểu lộ địch ý không thể nghi ngờ. Không khí chợt trở nên khẩn trương, mà hết thảy cũng đều do một tiếng sưng hô cực kỳ bình thường nguyên cô nương do Hàn Lập nói. Mặt của Hàn Lập vẫn mang vẻ mỉm cười nhưng trong lòng lại có chút khó hiểu. Còn tử linh tiên tử thì thấy tình hình trước mắt nằm ngoài ý nghĩ của nàng. Nàng cơ hồ không suy nghĩ, Tự động đi đến gần người Hàn Lập, thái độ biểu hiện rõ ràng không thể nghi ngờ. Vô luận là thực lực mạnh yếu hay là mức độ quen thuộc của song phương, bên của Hàn Lập là lựa chọn chính xác nhất. Có lẽ nơi này có chút hiểu lầm, Nguyên Đạo Hữu chắc không nhớ rõ tại hạ. Dù sao lúc trước tại hạ và Đạo Hữu chỉ có gặp nhau một lần, hơn nữa còn là sự tình trăm năm trước. Hàn Lập thần sắc không thay đổi, chậm rãi ung dung nói. Hơn trăm năm trước, có duyên gặp mặt một lần, nghe xong lời này, mỹ nư áo đen vẻ mặt hòa hoãn một chút nhưng trong đôi mắt xinh đẹp vẫn toát ra ý kinh hãi cộng thêm vài phần nghi hoặc không khí dịu hơn rất nhiều chẳng qua sau khi mỹ nư áo đen nhìn chằm chằm hàn lập một lát thần sắc tràn đầy vẻ hồ nghi nói ta thấy diện mạo các hạ thật sự rất lạ thực sự nhớ không ra đã gặp tại nơi nào hay là đạo hữu cố ý lừa ta nói xong lời này trong mắt nữ này hàn quang lưu động lại ẩn ẩn lộ ra một tia địch ý hàn lập có chút buồn cười nguyên cô nương trăm năm trước có phải đã đi qua phường thị thiên đô nhai của khôi tinh đảo? Hắn không hề tiếp tục đùa dỡn nữa, mà trực tiếp hỏi. Thiên đô nhai của khôi tinh đảo, đích thật là đi qua vài lần, chẳng lẽ người tại nơi đó nhìn thấy ta? Nữ tử áo đen dùng mình, ngẫm nghĩ một chút rồi gật gật đầu. Sau đó ánh mắt đảo qua khuôn mặt hàn lập vài lần, lộ ra vẻ mặt có chút đăm chiêu. Giờ phút này, nàng tựa hồ nhớ tới cái gì đó. Không sai, lúc ấy người cùng vị nghiên đạo hữu đi cùng nhau ngẫu nhiên ở bên ngoài gặp ta cùng Khúc Sư Thúc, nói đến Khúc hồn thì mặt của Hàn Lập như có như không liếc mắt nhìn Tử Linh Tiên tử. Nữ tử này chính là người biết việc Khúc hồn là phân thân của mình. Quả nhiên Tử Linh Tiên tử vừa nghe xong Hàn Lập xưng Khúc hồn là sư thúc, trên mặt lộ ra thần sắc như cười mà không phải cười. Nàng tuy không biết tình hình lúc ấy, nhưng cũng có thể đoán, lúc ấy Hàn Lập khẳng định là đang chơi hai vai diễn do cùng một người đóng, trong lòng không khỏi có chút buồn cười chẳng qua nàng đương nhiên sẽ không vô duyên vô cớ nói ra việc này. Mà vừa nói đến khúc hồn, tử linh tiên tử sớm cũng thấy kỳ quái vì sao Hàn Lập không mang theo phân thân bên người, đây chính là một trợ lực lớn A. Đạo hữu nói cái này, hình như ta lại nghĩ thấy có chút quen thuộc. Chẳng lẽ các hạ cũng đứng ở lối vào thiên đô nhai, ở bên cạnh vị khúc tiền bối kia. Đôi mắt đẹp của nữ tử áo đen chớp chớp vài cái, sau đó giật mình hiểu ra nói. Tiếp theo trên mặt xuất hiện thần sắc không thể tưởng tượng được hàn lập thì cười khổ nguyên cô nương rút cuộc cũng nhớ ra chắc lúc ấy hàn mỗ không để lại ấn tượng tốt đối với đạo hữu hàn lập cười ha ha nói vừa nghe hàn lập nói như thế sắc mặt nữ tử áo đen đỏ hồng lên nhưng bởi vì nhận ra hàn lập không phải là người mình suy nghĩ nên nàng cũng yên tâm có chút ngượng ngùng nói hàn đạo hữu đừng trách chỉ là lúc ấy đạo hữu thực sự nói tới đây nữ tử liền ngập ngừng nhưng hàn lập lại cười ha ha tiếp lời có phải lúc đó do tu vi cùng ngoại mạo của Tại Hạ quá bình thường, khó lọt vào mắt xanh của hai vị cô nương. Hàn Lập nói với vẻ mặt như thường, không hề có chút Phật ý nào. Đã khiến cho Hàn Đạo Hữu chê cười, thấy thần thái như thế của Hàn Lập, nữ tử áo đen an tâm rồi. Dù sao hiện tại thần thông của Hàn Lập không nhỏ, nàng cũng có chút sợ hãi đối phương vẫn để bụng chuyện ngày đó. Hôm nay pháp bảo nguyên khí đều tổn hao rất lớn, nàng càng không muốn dễ dàng đắc tội với Hàn Lập. Nghĩ như vậy Nguyên Giao liền thản nhiên cười nói, ta cũng phải chúc mừng Đạo Hiếu. Hơn trăm năm không thấy, Đạo Hiếu cũng không phải từ luyện khí kỳ tu đến kết đan kỳ sao. Pháp lực còn cao thâm như vậy, ngay cả ác quỷ cấp quỷ vương cũng bị trừ khử. Nghe xong lời nói mang ý tứ giao hảo của nàng, Hàn Lập ngấm ngầm lắc đầu không thôi. Hắn đâu có phải là từ luyện khí kỳ đến kết đan kỳ bởi vì tu vi lúc trước đã lên trúc cơ kỳ. Nếu không phải là do tu luyện tam chuyển trọng nguyên công, chỉ sợ căn bản không có khả năng luyện đến kết đan kỳ rồi. Ngược lại nàng ta mới là hàng thật giá thật, tu luyện một mạch từ luyện khí kỳ đến cảnh giới hiện tại. Khi nhận ra thân phận của nữ tử áo đen, thật sự hắn giật mình không nhỏ. Nữ tử này nếu không phải là tư chất hơn xa thường nhân, vậy chỉ có trong hơn trăm năm đã gặp một kỳ ngộ nào đó. Nếu là tu sĩ bình thường, chắc chắn sẽ không có khả năng tu luyện nhanh như vậy. Hàn Lập không khỏi thầm đoán vừa rồi hắn tuy cẩn thận dò xét đối phương một lần chỉ biết là tu sĩ kết đan sơ kỳ nhưng không thể nhìn ra tình huống linh căn bởi vì bị pháp lực trong cơ thể đối phương ngăn trở hàn lập mỉm cười đang muốn nói cái gì đó thì tử linh tiên tử khẽ nhíu đôi mày ngài lại nói hai vị đạo hiếu chúng ta trước tiên lên đường thôi đây không phải là nơi nên ở lâu vạn